Con người chúng ta vui hay khổ là do mình chọn nè. Khi học Phật rồi mới thấy rằng, trời ơi, cuộc đời con người mình đặc biệt vô cùng, mình có thể quyết định vui hay là khổ. Việc này là do cái quyền mình quyết định luôn. Không có ai mà làm mình khổ, mà cũng không có ai mà làm mình vui chứ. Vui là do mình quyết định, là vui là vui. Khổ do mình quyết định, khổ là khổ. Việc này là việc của mình. Không có người thân nào, không có vợ hay chồng gì làm chúng ta khổ, mà cũng không có vợ chồng gì làm chúng ta vui. Nếu như người ta làm cho mình vui thì người ta sẽ làm cho mình khổ. Vì thì cái khổ và cái vui là mình do bị nô lệ con người khác, là ngoại cảnh làm mình vui và làm mình khổ. Vậy thì mình sống vô ích quá rồi. Mình phải sống làm sao mà mình có thể có quyền vui, mình có thể có quyền khổ. Tôi có quyền khổ và tôi có quyền vui. Việc này là việc của tôi quyết định. Vậy thì chắc chắn quý vị chỉ quyết định cái việc cuộc sống an vui và hạnh phúc là chắc chắn, đúng không? Ai mà chọn cái khổ. Vậy thì quý vị đến đây để học Phật Pháp, quý vị có thể về vui. Vui trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Ở đây có những cô nói vui sao nổi mà vui thầy. Đi tu về gặp thằng chồng nó ăn nhậu, nó chửi mắng đánh đập, sao mà con vui thầy. Vậy thì mấy chục năm nay cô sống làm sao? Không lẽ càng ngày cô đi vào con đường tiêu cực. Cái tiêu cực nó đẩy cô vô tới cái vị trí nào đây? Cuối cùng cô đi vào đâu đây? Nếu như hôm nay cô không khai quật được chỗ này thì cô thất bại rồi. Nhưng Đức muốn nói cho cô nghe, trong hoàn cảnh nào cô cũng vui được là sao? Vì cô hiểu nhân quả mà cô vui á. Cô bây giờ nghe đạo được là cô mừng. Còn người chồng hay người vợ chưa biết tu mà hành hạ mình, mình cảm thấy tội nghiệp nên mình không buồn họ. Mình có quyền được vui là vì mình là người quyết định không đem những cái điều mà nặng tai gai mắt mà bỏ vào tâm. Vậy thì tức khắc quý vị sẽ vui thôi. Chúng ta khổ là do gì á? Khen thì mừng mà chê thì chết. Thì mình khổ là do bị tác động của ngoại cảnh, đúng không? Ví dụ như chồng nó nói em đẹp, em dễ thương, em cái này cái kia tốt thì mình còn chỉ cần nó nói một câu cái mặt thấy ghét, tôi đi ra đường tôi thấy con nhỏ kia đặc biệt hơn bà, đẹp hơn bà nhiều, thì quý vị sân si lên. Vậy thì vui là ổng cho, buồn ổng cũng cho. Cuộc đời quý vị sống vô nghĩa quá. Hiểu rồi thì trong hoàn cảnh nào cũng vui được là do gì sao? Vì cuộc đời có mấy chục năm mà quý vị à. Đây, bao nhiêu cụ già nè, chỉ có mấy chục năm thôi lấy quay tới rồi. Nhưng những Đức bây giờ 40 tuổi rồi. Cuộc đời con người nó cứ qua mau từ từ, 50 tuổi, 60 tuổi. 60 tuổi là một đời người rồi, 60 năm cuộc đời. Lấy quay hưởng thụ được bao nhiêu? Bây giờ quý vị nghĩ cái hưởng thụ gì? Nên người thế gian nghĩ rằng bây giờ làm ra tiền nhiều, có tiền mới đi hưởng thụ. Đây là một cách sống rất tiêu cực quý vị à. Họ không có một xứ nhận thức niềm vui phải sống như thế nào mới là vui thật sự của nó. Nên trong nhà Phật có nói là pháp vị quý vị. Pháp vị thắng mọi vị. Mà cái pháp vị nó phát triển thắng mọi vị. Không có một vị vui nào của thế gian này đạt được bằng niềm vui của pháp vị sanh. Pháp vị sanh là từ đâu? Là trí tuệ từ Phật Pháp mà nhận thức. Hiểu được rồi mới sanh pháp vị. Mà pháp vị này cho chúng ta có niềm vui mà nó thắng tất cả các vị. Ví dụ như quý vị hưởng được cái vị tình yêu giữa vợ chồng, nhưng cái vị này sẽ làm cho quý vị khổ đau vì thương và dính mắc. Cái vị của tình cảm vợ chồng và con cháu mà dính mắc là cái vị khổ đau đi vào tiêu cực. Còn cái vị của Phật Pháp là cái vị thông dong tự tại, thương không dính mắc, ghét không buồn phiền. Nên cái vị này là cái vị từ tự tánh hiển lộ. Mà cái vị từ tự tánh hiển lộ này ra thì tức khắc quý vị có một niềm vui tự tại vô cùng. Đối với nhân sinh con người quý vị rất mở rộng tâm. Nên niềm vui này gọi là niềm vui của pháp vị thắng mọi vị. Mà thắng mọi vị nên nó sanh ra trí tuệ. Mà trí tuệ này sanh thì không bị ái nhiễm buộc đàn. Nên gọi là pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Đó, rất là rõ ràng quý vị. Nên từ nơi đó mà học Phật là một cái giá trị lớn lao, lớn lao nhất. Nên quý vị mà đừng có nói là Tết nhất lưu bu mà chúng ta bỏ một thời tu. Không nên, không nên. Càng lưu bu thì phải càng tu. Mất nhiều thời gian để kiếm tiền, bỏ những thời gian đó để tu. Tu rồi sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Tu được thì kiếm tiền không có xài, mà còn đi làm phước thêm nữa. Cũng không chấp làm phước luôn,
làm phước với ai? Người thân bên cạnh luôn. Không có cái chuyện chấp tướng, cái chuyện là đi đến chùa cúng dường mới có phước, hoặc xây chùa mới có phước, phóng sanh mới có phước. Ai đang cần là có phước. Tôi làm ra tiền, tôi có tiền, chồng năm nay gần Tết anh muốn cái gì? Muốn đồng hồ, mua đồng hồ cho anh. Muốn giày, mua giày cho anh. Muốn đồ, mua đồ cho anh. Còn em thì sao? Em đơn giản thôi. Mỗi một người có khả năng sống khác nhau. Em đơn giản trong một cái gọn ghẽ. Còn anh muốn như thế nào đây? Nếu cần mua xe, anh cần, em có điều kiện nhất định sẽ mua xe cho anh. Đây gọi là gì? Làm Bồ Tát vợ cúng dường cho chồng. Đi làm chi cho nó xa vợ. Khi vợ chồng hòa thuận đó là phóng sanh đó. Phóng sanh là hạnh vô ý thí. Con người đã được hòa thuận và an vui là hạnh vô ý thí xác thực nhất, vì con người tự tánh làm Phật là cao nhất. Súc sanh vẫn còn qua nhiều trung gian, con người vẫn là một cái con người là một thành phần cao cấp nhất trong tất cả các loài, sẽ có khả năng làm Phật nhanh nhất hơn các loài khác. Mà từ nơi đó mà tại sao mình không tạo chỗ này? Quý vị nói rằng tôi làm ra tiền, tôi đi cúng dường Tam Bảo, tôi cúng dường quý thầy, tôi đi làm phước, tôi làm từ thiện. Còn ông cái mặt thiết ghét, không cho cái gì hết luôn. Còn nhà cửa sống đơn giản, đem tiền đi làm phước, nó mới có phước. Họ nói cái thứ kỳ cục. Tôi ở nhà đói muốn chết, không cho tôi ăn, mà đi làm từ thiện, đi chỗ này đi chỗ kia, dùng cái thứ đạo đức giả. Các vị coi đó, thấy không? Thí dụ giờ mình làm chủ, đi làm chỗ này chỗ kia thì xa vờ làm chi? Coi nhân viên làm việc cho mình một năm đi, năm nay cho một tháng lương, quà cáp, phát triển quà cáp, một tháng lương. Bây giờ 30 người làm công cho mình, ta độ 30 người này. Độ 30 người này thì người ta sẽ đồn ra mình, đồn từ từ thì tiếp một người, tiếp một người. Xuất phát từ cái gốc là 30 người này mà ra. Nhiều người bây giờ là không biết, đều là muốn làm một cái danh để tạo cái mẫu hình mà chỉ nhiều người khen mình thôi. Chứ thật sự họ không biết cái gì là làm phước hết, không biết cái gì là tạo phước hết. Họ nghe thì họ nói nào là công đức phóng sanh, công đức này công đức kia. Chư tổ sư thì có nói rõ ràng 10 công đức phóng sanh, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức ấn tống kinh, 10 công đức làm tượng Phật, đó là công đức. Nhưng quý vị phải nhớ là không được chấp cái công đức đó. Chấp là sanh phiền não đó. Công đức đây là đủ duyên chân thật mà làm. Còn khi không đủ duyên thì công đức làm tượng Phật cũng là cái công đức. Mà chúng ta cúng dường cho chồng cho vợ cũng là công đức. Có nghĩa là đều là công đức. Công đức phóng sanh cũng là công đức, bố thí cho người làm công, gia đình, vợ chồng con cái sống hòa thuận, đều là công đức đó hết hoàn toàn. Đừng có bỏ đầu này đi chạy đi làm đầu khác. Cái việc trước mắt là đủ duyên sao không làm? Đi chạy đi làm cái mà không thấy, không thấy thì khoan làm, thấy cái trước mắt thì hãy làm đi. Những đức làm cái thấy nè, là mỗi ngày mấy trăm con người này những đức rất làm sao mong cho họ được vui. Đó là cái việc những đức chú tâm làm sao cho họ được có nụ cười. Nếu như gia đình quý vị mà thường cười thì gia đình quý vị là gia đình giàu sang. Còn một gia đình giàu sang mà không cười thì gia đình này là gia đình nghèo mạt riệp. Giàu sang mà không biết cười. Quý vị coi có những gia đình nghe giàu sang mà không biết cười. Mở cửa mỗi buổi sáng ra thì vợ rồi phát đồ lên, xách cái giỏ đi, ẹo 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 đi. Chồng ở bên trong, xong cầm một cái giỏ đi làm, đi tiền để lên bàn, rồi các con đi học tự lo mày. Hạnh phúc cái gì? Gia đình hạnh phúc là gì? Sáng thức dậy sớm, một người vợ đàng hoàng nấu một buổi ăn, chồng niệm Phật hay là đi tập thể dục xung quanh khung viên nhà mình, rồi thoải mái tâm tư. Con cái xong, vợ chồng con cái ngồi với nhau ăn một buổi cơm sáng, xong rồi đặt trách công việc này công việc kia, đi học sao sao. Vợ chồng luôn luôn nó hâm nóng như vậy, trưa hay chiều gì gia đình tiếp tục ăn cơm ngồi bên nhau như vậy. Gia đình này mới là gia đình hạnh phúc, dù là gia đình nghèo cũng hạnh phúc nữa.
Còn gia đình này giàu mà không có một chút hương vị của con người thì sao giàu? Ai ham cái giàu này? Cái giàu này được cái gì đâu? Niềm vui lớn nhất là được với con người với nhau chứ. Có nếu bây giờ chúng ta vui cái đồng tiền cầm cho nhiều, xe xịn mà đi, vậy làm sao hạnh phúc được? Chúng ta đi tìm niềm vui với người khác không à? Bây giờ nhiều người giàu sang đi tìm niềm vui với người khác không à quý vị? Đi ra công sở làm việc với bạn bè, rồi xe cộ đi ngồi uống cà phê nghiêu ngao. Vậy mà đối với vợ, đối với chồng, đối với con thì không bao giờ có cái chuyện gần gũi. Sai lầm. Những đức tạo niềm vui từ đâu? Khỏi cần đi tìm. Trong chùa mấy trăm người những đức chơi chung đó, những đức chơi chung với tất cả các cụ, các cô, các chú luôn. Chơi chung, nói chuyện rất vui. Đó, quý vị thấy không? Đây là những đức tạo ra một hoàn cảnh sống mà khỏi cần đi tìm nè. Quý vị cũng có thể khỏi cần đi tìm mà có được cái niềm vui này nè. Niềm vui này đặc biệt là nắm trong tầm tay, đi tìm đâu xa. Thấy không? Nó nên một gia đình bình yên như vậy thì quý vị coi không có ai phá sản. Chùa mình chỉ cần buổi cơm cho ăn đàng hoàng thôi, rồi là về bắt đầu là họ nghỉ ngơi xong tiếp tục đi làm việc à, chứ họ không có đòi hỏi gì cao xa chứ. Nó không có đòi hỏi gì cao xa nữa. Những đức sắp xếp làm sao họ làm vậy đó à, không có nói dòng dõi bị biết á. Những đức mà khi ngồi nói chuyện với mấy anh em mà hợp công việc đó nghe, không bao giờ có ý kiến dòng do. Nó đặc biệt như vậy đó. Chứ những đức nói một cái tổ chức mà nó nêu lên một cái là hết ý kiến này, ý kiến kia, lu bu lộn xộn, không ai giải quyết được vấn đề, là một cái vai trò làm việc thất bại. Khi những đức sắp xếp xong, những đức còn hỏi lại có ý kiến gì hay không? Không ý kiến nổi. Vì sao? Vì nó tỉ mỉ từng chút ngoài sức tưởng tượng của người khác luôn mà ý kiến gì nữa giờ. Thí dụ như trước khi họp là những đức đang ngồi, những đức tính toán phải cái gì tỉ mỉ nhất. Những đức ghi ra một công đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Những đức động công đoạn thì nói ra, động công đoạn thì nói ra, động công đoạn thì nói ra. Tức khắc cái buổi họp của những đức khi nói ra thì có người bên kia ngồi ghi. Thì tức khắc xong công việc thì người này bố trí công việc. Quý vị coi ai mà còn ý kiến nữa, gì nó tỉ mỉ đến mức đầy đủ hết à. Đó. Quý vị coi một tổ chức làm việc đó, nó là có giáo dục á. Nên việc này rất là quan trọng. Nên mỗi người đàn bà, đàn ông đều phải có trách nhiệm. Trách nhiệm chứ đừng bao giờ phạm vào trách nhiệm gì của ai khác, thấy không? Nên ăn tổ ngài nói những công đoạn này hay nãy việc như đức đọc nguyên văn cho vị nghe nè. Hiện thờ thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực không thể vãn hồi, chỉ có cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình để làm cơ duyên xoay chuyển. Giáo dục trong gia đình cũng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay, bởi lẽ cõi đời thiếu người hiền là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền. Nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ ung đúc thành tánh thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu phẩm đức, dạy con cái điều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, trách nhiệm ấy so ra càng nặng nề, to lớn hơn nam nhân. Quan trọng không? Nên vai trò mấy bà quan trọng lắm đó nghe. Mấy ông đừng có chê vợ à. Mấy bà vai trò thấp nghe chưa? Mấy bà đẻ con và dạy con là vai trò lớn đó. Quá lớn luôn không? Quan trọng vô cùng đó. Nên nó tới công đoạn này ăn tổ ngày dạy rất hay quý vị. Công đoạn này ăn tổ ngày dạy là người nữ từ khi còn nhỏ phải được dạy cho tính tình hiền hòa, dễ tính, biết ăn chay niệm Phật thì sau này khi có chồng sanh con sẽ sanh con hiền và sanh con rất là dễ. Còn nếu như một đứa con gái từ khi còn nhỏ tính tình cộng cằn, thiếu lễ phép thì đứa này chắc chắn sau này có chồng khi sanh con là khó sanh, vì tính nóng. Quý vị nghe về cái nóng tính mà có thể cho con bú sữa mà con chết nè quý vị. Ăn tổ nói nguyên văn này nghe. Sữa của người mẹ nóng giận giết trẻ nhiều hơn việc phá thai hay chắn nước con cái. Tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này. Kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng, chẳng biết đấy nào phải do số mạng. Phàm nữ nhân tính tình nóng nảy, con cái
họ phần nhiều bị chết, nổi nóng lên cho con bú, con sẽ bị chết vì sữa hóa độc. Dù không chết cũng lắm bệnh, nổi nóng nho nhỏ sẽ thành bệnh. Nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước. Nếu không, chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh. Gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong, tai họa thường thấy hàng ngày. Đây quả thật là nền tảng để lập gia lập quốc vậy. Hay chưa? Quá hay quý vị. Người xưa người ta nói người đàn bà cũng như là nước, đàn ông như lửa vậy đó. Mà bây giờ đổi ngược lại, đàn bà cũng là lửa mà đàn ông cũng là lửa. Không, đàn bà là xăng dầu, đàn ông là lửa. Chứ lửa cùng với lửa thì không đến nỗi cháy quá, đúng không? Mà bây giờ bả là xăng dầu, đàn ông là nó mới có nhóm, một cái nhóm lửa nhỏ lên thôi. Mà người đàn bà này nó đem dầu xăng nó chế vô thì bị nghỉ nhà cháy không? Cái gia đình mà hòa thuận là vai trò người đàn bà nó lớn vô cùng, là nó dằn được cái tâm đàn ông. Mà dằn đàn ông không phải là đè đàn ông mà dằn được, mà là gì? Là dịu tâm mà dằn được. Quý vị coi á, Lữ Bố và Đổng Trác vậy mà điêu thiền một câu nói ngọt ngào của nó thôi, vậy mà nó sai khiến hai ông này luôn á. Mà đó là tâm địa ác nha quý vị. Còn nếu như tâm địa vị mà thiện á nghe, chồng vừa nóng tính vì nói một câu nhẹ nhàng thôi là búng rụng tay chân chăng à. Cái người đàn bà nó có một cái thế rất mạnh, mà do quý vị không khai quật được cái thế đó thôi. Cái lời nói á, cái lời nói nó nhẹ nhàng mà do từ phát tâm thật sự ra, chứ không phải là lời nói giả dối đâu. Cái lời nói giả dối mà để gây dựng lên cái lời ngọt ngào, nó nghe dặn ốc mình lắm, nghe thấy gớm lắm. Còn nếu như nó phát tâm từ cái lời chân thật mà dịu dàng thì cái lời nói rất nhẹ và nghe nó có một sức thuyết phục rất cao, quý vị. Có âm đức. Ấn Tổ ngày nói những cái câu này rất quan trọng. Mình nên dạy con dâu mình, con gái của mình phải tập tính cho dễ tính. Nên có nhiều người ta nói rằng con dâu của họ mang thai mà vừa mang thai là bị sảy thai, mang thai nhiều lần mà đều bị sảy thai. Vậy nên kiểm lại tính tình đứa con dâu này. Có một cái cô này, khi cô học Phật, cô nói như Đức nghe rằng cổ sanh con hai lần đầu, con cổ mới có một tháng mấy thôi là nó bệnh chết. Khi cổ học Phật rồi, cổ mới đến cô nói như Đức nghe rằng là khi cổ mang thai là cổ kinh với mẹ chồng. Mẹ chồng của cổ nói này nói kia, cổ tức giận mẹ chồng, bực bội mẹ chồng vô cùng. Rồi cổ nghe những Đức nói chuyện từ từ, sau này cổ học Phật cổ mới dịu tâm lại, cổ mới nói rằng là rõ ràng thầy ơi, khi con mang thai con lại đụng lộn với mẹ chồng con. Con với mẹ chồng con kinh với nhau. Thì cái sức nóng giận đó bây giờ cô mới hiểu là ảnh hưởng đến con. Nên sanh hai lần con của con, tháng mấy là bệnh chết, không được nuôi khôn lớn, ảnh hưởng đứa con lớn vô cùng. Tại vì đứa này nó lúc mà vô bụng thì người mẹ này mỗi lần cự với mẹ chồng là tức giận thì nó làm tổn phước lớn quá. Cái sức nóng giận đó nó làm cho bào thai bị ảnh hưởng vậy. Nên cái việc mang thai á, của người đàn bà, người đàn ông và người xung quanh rất quan trọng. Quan trọng lớn nhất là người mang thai đó phải hiểu. Hiểu chính mình phải bảo vệ cái bào thai con mình để được tốt đẹp. Mình là quan trọng nhất. Còn cái vai trò bên ngoài là ngoại cảnh, chồng phải hiểu biết cái tâm lý của vợ mình. Mẹ chồng lúc đó không nên rầy rà làm việc khó khăn đối với đứa con dâu. Vì ngày xưa mình mang thai mình khó khăn thì sao? Mà bây giờ con dâu mang thai thì mình không hiểu người ta. Nên con người mình nó không si mình, nên không ra người để hiểu. Thật sự. Từ nơi đó mình phải hiểu nguyên lý này để bảo vệ cháu mình. Thương yêu lo lắng nói lời ngọt dịu. Chồng không nên đi sớm về muộn, để cho vợ được yên tâm, để sau này nó sanh con ra đàng hoàng. Cái việc này rất là quan trọng. Còn người đàn bà kia nhất định phải giữ tâm cho nó nhẹ nhàng thoải mái. Tư tưởng phải thiện, ý nghĩ phải thiện. Vì thì chắc chắn là đặc biệt lắm quý vị. Rất là đặc biệt. Nên những việc chúng ta chia sẻ này nè, nó quá lợi ích lớn. Nếu như người có thể nhận thức được thì đây là một ý nghĩa rất lớn.
để giúp ích cho chúng ta chỉ quốc bình thiên hạ, quý vị. Tại vì mỗi một gia đình hạnh phúc mà. Đó nên những lời ăn tổ như Đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe đó. Còn những công đoạn này ăn tổ nói nguyên văn này. Những Đức thấy ăn tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, Ngài là một vị mà gọi là cao tăng, mà những cái lời dạy Ngài quá thiết thực quý vị à. Dạy từng ly từng tí luôn quý vị ơi, dạy kỹ vô cùng. Mà ăn tổ Ngài còn nói thêm câu Ngài nói nè: quý vị đừng bao giờ cười chê tôi, nói rằng tôi tại sao thường nói chuyện đàn bà con gái. Quý vị có cười chê tôi cũng chịu, nhưng tôi rất mong mọi người được lợi ích mà thôi. Ấn Tổ Ngài nói câu gì đây? Nè, quý vị nghe đến công đoạn này Ngài nói này nghe. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48 tuổi, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tụng, lời ấy chẳng thông tí nào. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ chờ sanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ niệm Phật tụng kinh. Điều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ sạch khi ngồi trên chánh điện tu hành. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm đồ dơ để lặt kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thể được nhuần thấm lợi ích nơi Phật pháp. Dạy từng chút vậy quý vị. Nên có nhiều người nói rằng là những ngày tháng đó mình không được lên chánh điện tu. Ấn Tổ nói được nè, lễ lại thì nên ít lại một chút thôi. Thờ của Ngài thì Ngài nói dùng những văn tự nó phù hợp. Thờ bây giờ thì quý vị áp dụng vào cho phù hợp. Mình là người phụ nữ, mình biết thân phận của mình nên kỹ lưỡng, mình nên gọn ghẽ kỹ lưỡng. Nên nhiều người xưa người ta dạy con dâu kỹ lắm quý vị. Con dâu người ta dạy kỹ lưỡng từng chút. Khi mà ngày tháng dơ giấy giặt đồ, người ta không có cho phép mà đổ đồ dơ xuống dưới sông, dưới suối bậy bạ đó quý vị. Người bây giờ có nhiều người đàn bà không hiểu đâu, những đồ dơ giấy khi giặt xong thì đổ đại xuống sông, xuống ao, xuống hồ, xuống suối. Cái tội lỗi này rất nặng, nhất là ở dưới quê. Thí dụ như dưới quê là một con sông, nước chảy ra, nước chảy vào. Chúng ta đổ đồ dơ xuống nước dưới sông thì chảy vô thì người ở dưới dòng nước múc lên uống, chảy ra thì ta múc nước uống. Cuối cùng đồ dơ này mình cũng uống, người ta cũng uống. Có khi múc nước này ta lóng phèn lại, mà cũng là nước đó người ta lại đem cúng Phật, cúng Bồ Tát. Phải cái tội nặng không? Đó. Nên người xưa ta làm sao? Những ngày dơ giấy đó, hoặc là những ngày mà người đàn bà sanh đẻ thì người ta lấy đồ dơ khi nước đó người ta giặt xong thì người ta đào lỗ đất, người ta đổ xuống, người ta lấp đất lại. Nó qua trung gian của đất để tích lọc. Cái tâm đó vẫn là tâm thiện đó quý vị. Cái tâm đó vẫn có sức ảnh hưởng cho đứa con được sanh ra tốt đẹp. Vì trong kinh Phật dạy những máu mủ hôi tanh đó là chiêu cảm những loài quỷ đến để mà ăn những cái máu mủ đó đó. Nó vẫn có sức ảnh hưởng tổn hại đến đứa con rất lớn. Nên người đàn bà mà hiểu biết thì rất là đặc biệt quý vị. Có nhiều cái căn phải hiểu biết. Nên đây là những đoạn ấn tổ Ngài dạy, những đức nêu lên một chút cho quý vị nghe đó. Nên con gái phải dạy cho kỹ lưỡng. Sau này con lớn lên, con những ngày tháng đó con đi đâu, con phải gọn ghẽ sao, quý vị phải tỉ mỉ mà dạy con gái đó. Chứ có nhiều đứa con gái nó hư lắm, nó không có biết đâu. Chính những đức rửa nhà vệ sinh nè, những đức làm nhà vệ sinh những đức biết nè, thì mình mới thấy rằng có rất nhiều người nữ họ không hiểu đâu. Họ rất là bày hay. Có khi những ngày tháng như vậy vứt bừa bãi tùy tiện, có khi không gói gọn lại. Người ta gọn lại dù ở đâu nhà vệ sinh công cộng, không phải cái nhà vệ sinh của mình, nhưng ngày tháng đó mình thay ra mình phải buộc vào một cái bọc thiệt gọn, bằng một cái cách rất là tỉ mỉ và bằng một cái tâm của mình. Như thế nào cho đàng hoàng để mình gói gọn mình để. Chứ không phải nghĩ đây là nhà vệ sinh công cộng thay rồi vứt đại cho người ta dọn. Tâm này là tâm tổn phước.
Khi người ta dọn, người ta chỉ cần nói một câu, không biết con nhỏ nào mà hư thân mắc nết gì không biết nữa. Cái thứ gì đâu, dơ giấy mà còn không biết. Thấy không? Người ta chỉ cần nói một câu như vậy thôi thì cái sức tổn phước rất là cao đối với mình. Hiểu không? Nên ăn tổ ngày dạy vị thấy kỹ chưa? Nó, đây là cái điều quý vị đến mà nghe và học thì nó có ý nghĩa vô cùng để dạy con mình. Nếu không thì rồi quý vị biết rằng có một cái cô này cổ đến đứa con gái cổ 17 tuổi mà mỗi tháng kinh nguyệt cổ đều giặt quần áo cho nó hết. Những đức nói như vậy thì mai mốt cô giặt đến nó chết luôn được không? Nó hư đến cái mức như vậy mà cô để như vậy sao? Quá hư. Nên người xưa ta nói một câu á, thương con cho gôi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Thương con mà dung dưỡng con để thành con hư, thấy chưa? Nó, có nhiều người con gái bây giờ sanh con không biết bồng con đó quý vị. Không biết bồng con á. Chứ đừng nói mà dạy con. Những đức từ khi còn nhỏ là thường ẩm cháo, giữ cháo dùm cho chị. Nên ẩm con nít, những đức từ khi còn nhỏ đã biết ẩm à. Nít mới đẻ như đứa còn ẩm được mà. Còn nhỏ như đứa đã ẩm cháo, giữ cháo rồi. Nên từ nơi đó những đức thấy có nhiều người nữ bây giờ là không biết giữ con đó quý vị. Nên những cái việc này quý vị nên dạy con cháu của mình đi. Nó lợi ích về sau rất là lớn luôn á. Chứ bây giờ một gia đình mà không hạnh phúc là do gì không nhận thức được chỗ này. Nên có đoạn Ấn Tổ nói nè, kinh nguyệt của nữ nhân là cốt tặc của quá nửa đời người, xảy ra độ mấy ngày sau lại vì thế liền ngưng niệm Phật. Lúc bình thường ắt phải hết sức sạch sẽ chí thành, đến lúc ấy tuy thân thể chẳng thể hết sức sạch sẽ thì càng nên chí thành gấp bội. Trong đồ dơ phải nên lót sạch sẽ, đừng để máu dơ chảy ra Phật đường. Hễ tay sờ vào phần dưới thân ắt phải rửa sạch. Nếu lễ bái không tiện thì ít lễ bái. Đối với việc niệm Phật tụng kinh, cố nhiên dùng tâm hạnh chí thành cung kính thì công đức chẳng giảm bớt so với lúc bình thường. Do Phật là cha mẹ đại từ bi của hết thảy chúng sanh, trong lúc bệnh ấy phát ra, nếu chí thành niệm Phật thì Phật sẽ càng sanh lòng xót thương gấp bội. Không có chết, không có chết mà Phật còn xót thương gấp bội. Thấy không? Nên đây là toàn bộ những văn tự Ấn Tổ ngày ngày viết lại đó, mà những đức đọc nguyên văn. Những đoạn này khó đọc lắm quý vị. Sách thì bây giờ người ta không đọc luôn. Dù như quyển sách gì mấy người đọc. Dù như đức có thể in được bao nhiêu ngàn quyển đưa vị mấy người đọc. Cái sách to gì nè. Nên những đức đã nhìn ra được cái xã hội bây giờ in sách là không đọc. Thì đưa quyển sách nhỏ khi đem về để đó luôn á. Chứ đừng nói quyển sách to này. Chứ lời dạy của Ấn Quang Đại Sư văn sao á, của Ấn Tổ á, tam biên tục biên đồ á, đặc biệt lắm á. Nhưng đọc phải hiểu kìa. Tại vì những văn tự trong đó rất là phương tiện nhiều. Có khi họ đọc họ cũng không hiểu luôn đó. Mà không đọc đâu. Ít đọc lắm, đọc mấy trang à, xếp lại để đó. Đó. Nên bây giờ là lưu thông về sách kinh là con người ta đã càng ngày đã càng giảm đọc, nên gọi là thờ mạt pháp. Mạt pháp là do gì? Không tiếp nhận lời dạy của chư Phật Bồ Tát, nên là thờ mạt pháp. Nên bây giờ chúng ta có phương tiện là chiếc máy nghe pháp, quý vị coi phải phù hợp không? Những đức nói chuyện gì xong kép vào chiếc máy nghe pháp. Bây giờ rất là nhiều người đi đến đây là do từ chiếc máy nghe pháp mà ra. Cầm đâu cũng nghe, làm việc được, nhưng không có mất thời gian để chiếc máy nghe pháp một bên vẫn nghe được. Nên những đức nói rằng Tết này nè, quý vị về thăm bên nội bên ngoại, cầm theo vài chiếc máy nghe pháp tặng cho gia đình bên nội bên ngoại, chòm sớm láng giềng, đem Phật pháp giới thiệu. Đây là một cách làm rất là đặc biệt quý vị, đặc biệt vô cùng, vì nghe hiểu mà là thấy đặc biệt. Này Ấn Tổ ngày nói nữa này, những đức đọc nguyên văn quý vị nghe nè. Nếu là nữ nhân mà chịu niệm Phật thì chắc chắn không bị đau khổ trong khi sanh nở. Nếu nữ nhân lúc bình thường chẳng biết niệm Phật, khi sanh nở hết sức đau khổ mà chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức an nhiên sanh nở. Điều này linh cảm tột bậc, hãy nên nói với hết thảy bạn bè và những người quen biết, khiến cho họ ai nấy đều được sanh con tốt lành, lại còn làm cho cả mẹ lẫn con đều được yên vui cùng gieo thiện căn. Đó, quá hay quý vị.
Nên quý vị biết rằng cái lớp đạo làm con của mình, các cháu nó vô chùa mình nhỏ thôi là nó biết niệm Phật à, niệm Bồ Tát rồi đó. Quý vị coi năm nào cũng vậy đó, những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì trước đó một tuần những đức cho các cháu lễ Bồ Tát Quán Thế Âm á. À, đây là những lời những đức đọc, lời ăn tổ những đức đã làm rõ ràng. Rồi các cháu đến chùa mình phần nhiều là biết niệm Phật. Ăn tổ ngài nói nếu như có con gái dạy niệm Phật từ khi còn nhỏ, niệm Bồ Tát từ khi còn nhỏ, thì sau này cái việc sinh con rất dễ sinh con. Nó đây là nguyên văn đọc thôi, quý vị nghe cũng cảm thấy hay nữa, vì đây là âm đức của tổ sư mà. Quý vị từ khi không tin thôi, mà tổ sư mà không tin gì nữa, như những đức nói khơ thì không tin, còn cái này chứ tổ sư mà làm gì mình không tin. Đề phòng sanh khó, niệm Quán Thế Âm từ khi còn nhỏ, ăn tổ nói nè. Nhưng đối với hết thảy nữ nhân cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thường thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở vẫn nên chí thành khẳng thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và Bồ Tát Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm và những người săn sóc xung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cũng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói đang bị sanh nở lả lồ ô uế niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết đấy là lúc liên quan đến tính mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề hoặc ngủ nghỉ tắm giặt đại tiểu tiện vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sản chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng rõ ràng, bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích. Từng chút ấn tổ ngày dạy luôn, còn hơn mẹ mà dạy con nữa quý vị. Lời của ấn tổ ngày dạy, bởi vì 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông là ấn tổ là một vị tổ sư mà sách của ngài là được lưu thông rộng vô cùng. Có nghĩa là dạy cho thời đại về sau, sách của ấn tổ vẫn được lưu thông. Vì sao? Vì lời dạy quá gần gũi vậy. Quá gần gũi và xác thực trong nhân sinh sống luôn. Ngài đã nhìn được nhân sinh con người về sau là phải tiếp nhận lực nhân quả và giáo dục làm người, thì mới dạy được con người tốt đẹp được. Việc này rất là quan trọng đó quý vị. Nó nên ngày nay những đức đọc rất là nhiều công đoạn của ấn tổ cho quý vị nghe. Quyển sách này nghĩ là hay, nhiều công đoạn. Nó đọc như vậy thì như có khi ngồi nói chuyện, nó không có nói chuyện quá vui như mỗi tuần chủ nhật đúng không? Thấy nó im im đúng không quý vị? Nhưng mà nó có cái rất là hay đặc biệt của cái buổi học tập hôm nay đó. Thì thấy nó thanh tịnh đặc biệt chưa? Mà con người hình như là nó tích tụ năng lượng dày hơn là mình quá vui. Khi những đức mà nói chuyện những ngày bình thường mà quá vui á, vui quá vui á quý vị, thì những đức lên coi phim lại cái đoạn mà cuối cùng thì gương mặt những đức nó thiếu năng lượng, nó hớp vô quý vị. Nó không bằng mới vô mình nói chuyện nè. Nhưng mà hôm nay những đức nói chuyện, những đức thấy tới giờ hết giờ đó, nhưng mà cái lời nói những đức nó chuẩn câu ấy. Cái câu nó rất chuẩn là do gì? Tích tụ được năng lượng dày. Nên tại vì nếu mình nói chuyện mà mỗi tuần gì luôn thì cái người có khi người ta đến nghe mà mớ người ta nghe người ta thấy nó không được vui gì mấy, nó ngồi buồn ngủ. Thấy không? Nó ngồi nó buồn ngủ. Nhưng mà những cái buổi này nó quan trọng vô cùng. Cái buổi này quý vị nên chia sẻ và đem chia sẻ cho nhiều người nghe đi. Cái buổi bữa nay rất là quan trọng cho nhân sinh cuộc sống nè. Quan trọng vô cùng luôn mà nó có niệm Phật luôn á. Nói quý vị biết rằng hồi tối như Đức nói một câu á. Mình á thấy rõ ràng rồi, như những Đức nè. Nếu mà đem lời dạy thì có khi á, nghe thì nghe vậy mà chưa làm xong. Như vậy mà những đức niệm Phật, vậy mà những đức chuyển nghiệp quý vị. À, chỉ có một câu Phật hiệu này có khi không hiểu nguyên lý nằm bên trong, vậy mà niệm hơn 11 năm nay nó chuyển được cái nghiệp của chính mình á. Nó chuyển được cái lòng tham nè, giảm tham nè,
nó chuyển được cái sự sân hận đỡ sân hận nè, nó chuyển được cái sự ngu si đỡ ngu si nè. Chỉ có câu Phật hiệu này là chính nhất nè. Tại vì đi đứng nằm ngồi cả ngày những đức niệm, những đức thấy rõ ràng là nó chỉnh đốn được tâm những đức rõ ràng luôn đó. Nên cái lợi ích này lớn lắm. Nên tất cả đại chúng hiện tại đang ngồi đây và khắp nơi nơi, quý vị cố gắng niệm Phật cho tốt. Trong cái thời đại nhiều kiếp nạn này nên chân thật mà niệm Phật đi. Những đức thường nhắc á, lỡ sống trong cái xã hội này gặp kiếp nạn, nhiều phương diện của kiếp nạn, khi đụng phải đừng có chạy tầm bậy, nghe chưa? Ở đâu nên ngồi ở đó niệm Phật đi, đừng có chạy. Nếu như số mệnh đến là phải đi thôi, còn số mệnh chưa đến dù cho lấp đất quý vị ở dưới đó 3 ngày cũng sống nữa. Cho gì biết, lạ lắm. Cái số đó không chết thì lấp đất 3 ngày vẫn không chết. Còn cái số đã chết rồi lấy cục đất nhỏ liền vô lỗ mũi cái cũng thấy chết queo. Nhớ đó, nó chết kỳ cục lắm. Ôi có những người chết vô duyên lắm. Chết mà mình nói gì đâu mà kỳ, chết lạ. Đi ngoài đường mà xe đạp đụng mà cũng chết nữa. Còn có những người mà xe 50 chỗ tông mà không chết. Kỳ cục vậy đó, vô quê là có cái chết lạ thường lắm. Có khi chạy xe đạp đang chạy chạy chậm chậm vậy đó, tự nhiên cán vô cục đá té ngang, tự nhiên đập cái đầu vào cái gốc cây chết queo. Còn người ta chạy xe xe hơi đụng tông lỗ mèo mấy vòng luôn, đứng lên đi ngờ ngờ không chết. Đó, cái số người ta không chết mà, hiểu không? Cái số đó không chết làm sao chết. Nên hiểu được nguyên lý này rồi thôi, chúng ta sống cho tốt đẹp, không có lo sợ gì cái chuyện của ngày mai chứ cho nặng nề. Nên mỗi ngày sống vui vẻ đi. Năm nay gần Tết á, sắp xếp được vô ăn Tết, vô đây tu, hiểu không? Thờ thế nhiều kiếp nạn, tu nhiều nhiều lên, tu tâm dưỡng tính lại, hiểu không? Rồi sắp sửa tới chương trình người mù nè quý vị. Ngày mùng 8, những đức tổ chức ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Bị hổm những đức định tổ chức ngày 15, nhưng bây giờ những đức kéo dài lại ngày mùng 8 á, là để chiều chúng ta tổ chức luôn chương trình Phật thành đạo. Hai chương trình kết hợp một, ví dụ như buổi sáng này là chương trình người mù, thì một số phái đoàn ở xa ta đến lỡ đến ngày đó ở luôn tới chiều, vậy thì ngày đó tu nó xứng đáng quý vị. Còn nếu như ở xa đến thì tới chiều dự cái đi về thì nó cái chuyến đi của mình nó không đầy đủ gì mấy, nên những đức kết hợp hai chương trình luôn. Quý vị đến đây được buổi sáng thì thôi xin nghỉ ngày, xong mình tu xong tối 8:30 là gì? Nghỉ sớm 8:30 thôi. Nó Tết nhất tới rồi, về còn dọn nhà dọn cửa nữa không? Từ nơi đó, ví dụ như bây giờ gần Tết rồi nè, gì thì được nè. Gần Tết gì được nè. Ví dụ như bây giờ tuần này cộng tu xong còn 4 tuần nữa, bắt đầu giờ gần Tết rồi. Chúng ta những cái ngày bình thường á, thì chúng ta đi tu á, sáng chiều. Bây giờ gần Tết thì chúng ta tu buổi sáng này thôi, buổi chiều chúng ta đi về nhà hết đi. Về nhà mình dọn dẹp nhà, lấy cái thờ mà đi ở đây tu buổi chiều á, mình về mình dọn dẹp nhà mình. Tới Tết tự nhiên nhà sạch bóng mà chồng thương cho mình đi tu chùa nữa. Rất rõ ràng mà. Ông chồng hỏi, ủa sao lúc này tôi thấy chiều nào bà cũng về nhà, nói gần Tết ông ơi. Đi tu thì tu chứ nhà cửa cũng phải quan trọng Tết nhất cho sạch sẽ gọn ghẽ. Nên tôi lấy cái buổi chiều trong 4 tuần chủ nhật này tôi dọn dẹp nhà cửa. Cần sơn phết kèo cột gì đó thì tôi sơn phết cho đàng hoàng. Rồi mùng mền áo gối gì đó giặt thì giặt trước cho nó đàng hoàng đi. Lo lắng đâu giờ đó trơn. Ông chồng ông thấy mình đi tu mà mình biết lo gia đình đàng hoàng á, thì mai mốt tới Tết mình vô đây mình tu người ta vui cho mình đi tu. Còn bây giờ biết rằng là tu là tốt, nhưng mà mình không dành thời gian vậy đó. Nhà bày hay á, người ta đến nhà người ta cười chê chết á, hiểu không? Nó rồi nhà vắng nhện gì quét cho nó gọn dành buổi chiều đó đó. Rồi ở dưới sàn nhà đồ môi rác đồ ra, rác đến đồ môi ra, dán đồ nó quét ra ngoài sạch sẽ, thấy không? Đó, vậy thì quý vị tức khắc là đi tu là ai mà không thương quý vị. Bữa nay cộng tu chủ nhật này là còn 4 tuần nữa, ngày 26 là chúng ta tổ chức cuối năm. Cộng tu cuối năm là một năm, năm nay chúng ta thêm một tháng nữa đúng không? Đó, nên từ nơi đó đó quý vị, những đức nhắc nhở rất là kỹ nha, cho quý vị mà có thể đi tu được mà không bị người ta nói, nghe không? Chỉ đi đến đây tu thôi là xong về lo cho gia đình, chứ không phải là mà gọi là tối ngày xách giỏ đi khơ khơ hoài. Thí dụ như bây giờ á, đi hộ niệm thì lâu lâu có ca hộ niệm đi một lần thôi, chứ không phải là đi hộ niệm rồi á, là tiếp tục á, rảnh thời gian cái cũng xách giỏ đi ăn uống bạn bè đồng tu,
rồi đi phóng sanh, đi vòng vòng, tối ngày đi đi với nó sạc cánh luôn á. Thí dụ như mình đủ duyên mình hộ niệm thì mình hộ niệm ca đó thôi, mình về nhà liền, chứ không phải mình đi hoài rồi trong cái lượng người mà đi hộ niệm có nam có nữ, mình đi giết rồi mình vui quá mình quên chồng mình sao? Xảy ra vấn đề gia đình, có nhiều ban hộ niệm mà xảy ra vấn đề á. Có nhiều ban mà xảy ra vấn đề á, đi chung với nhau rồi ngủ qua đêm, rồi ông này chở bà kia, ông kia chở bà nọ, ban đầu thì huynh đệ, huynh muội. Thôi mệt quá, câu này tôi sợ lắm á nghe. Sư huynh, sư muội. Ghê quá, nguy hiểm lắm. Nhớ nghe những gì những đức nhắc là kinh nghiệm đi. Đi đông là tốt nhưng mà đừng có huynh huynh muội muội trong đó nghe. Hoặc là có cái gì cái huynh ơi muội có buồn quá muội chia sẻ với huynh. Sư huynh cũng có chuyện buồn muốn chia sẻ với muội muội. Giống phim Hồng Kông quá. Có chuyện xảy ra đó cháu bị biết không giỡn đâu, lửa gần gơm nguy hiểm lắm á. Biết tu nên nó cùng tần số với nhau. Khi nó nói chuyện thì nó có cái sự mà gọi là thông cảm được mạnh lắm. Tại vì nó không có gần nhau nhiều nên cái sức thông cảm nó cao hơn là sống với nhau mấy chục năm. Sống nhau mấy chục năm nên nhìn lỗi nhau nhiều quá nó không chịu thông cảm nữa. Chứ ban đầu mới thương thông cảm cao độ lắm đúng không? Nhưng sống nhau mấy chục năm nó chán nhau quá nên nó không thông cảm nữa. Nhìn lỗi không à. Nó còn bây giờ là mới đến với nhau huynh huynh muội muội thì nói chuyện đều đem cái đẹp ra không à đúng không? Nó đến gần nói chuyện thì muội như vậy, ở nhà công phu như vậy, huynh như vậy, công phu như vậy, đúng không? Tư khác thì nó dính với nhau là vậy đó. Nhiều người đi tu á, mà ban bệ mà đi tu, mà đòn, trưởng đòn đồ á, dẫn dắt đi tu, đi hộ niệm qua đêm này kia đồ á, bị dính đó quý vị. Bỏ chồng cuối cùng đi theo luôn á, sống với nhau luôn rồi cuối cùng nghỉ tu luôn quý vị. Ưa có cái bệnh lắm, đi rồi đi ăn, đi uống, đi chơi, rồi đi phóng sanh rồi cười giỡn vui vẻ quá, nó bị cái vấn đề nó lôi kéo luôn mà mình quên đi cái nền giáo dục, quên đi cái trách nhiệm của mình luôn đó quý vị. Thấy thì nó là việc tốt, nhưng cái họa phía sau nó còn lớn hơn cái việc tốt này nữa. Cái việc tốt lớn nhất vẫn là gia đình của mình phải tốt. Học Phật mà học ra một gia đình tốt, vậy thì người ta tin Phật Pháp. Còn quý vị học Phật mà đi long nhong suốt luôn, còn quý thầy đừng có đi theo. Những đức kỵ nhất á, những đức nói những đức nè, không nói ai luôn. Kỵ nhất tôi là người đàn ông, người xuất gia này mà đi đâu mà một vạn người nữ đi theo, không bao giờ đi. Tôi đi một mình hoặc đi với mấy ông thầy trong chùa, không có người nữ nào theo chứ. À, thấy rõ ràng không? Từ khi quý vị biết những đức tới giờ, ngại nhất là đi đâu mà cũng mấy bà sồn sồn đi theo. Mà chết. À, mà mấy bà đi theo mấy bà canh nhau nữa nghe. Canh nhau thì ví dụ như bây giờ cái chầu này bà đãi, chầu kia bà này đãi, chầu nọ bà này đãi, bà này cúng dường trong thảy này, bà kia cúng dường trong thảy này, rồi cuối cùng mấy bả sồn sồn có chồng có con chân à, nhưng mà đi theo ông thầy mà cũng canh ông thầy nữa. Ông thầy chỉ cần nói ngọt với bà này thì bà kia canh, ông thầy nói ngọt với bà này thì bà kia canh. Đúng là cái tàu lao, nó tu ra tàu lao bất xế vì thấy chưa. Mà thành phần này bây giờ nhiều lắm, ngộ lắm, thành phần bây giờ rất nhiều. Nghĩa là ông thầy đi là lúc nào bên cạnh cũng sồn sồn đi theo một đám vậy đó. À, này tu không được đâu. Những đức thấy được nhất là gì? Một ông thầy đi, một người đệ tử theo. Nam cùng nam đi, ni cùng ni đi. Vậy đó, nó mới đặc biệt. Thật sự mà nói mình cái gì mình quyết định nó tiện hơn chứ. Đó, đây là kinh nghiệm cuộc đời những đức không bao giờ đâu. Nên nó không bao giờ xuất hiện cái chuyện mà đi đâu mà có mấy bà sồn sồn theo, nó mệt lắm. Nó khỏi đi, mấy bà lo chồng bà đi đúng không? Trách nhiệm của mấy bà lo cho chồng là quan trọng nhất, không phải lo cho tôi đâu. Nó nên quý vị coi ở đây là mấy cô trong chùa lo những đức à, mấy chú lo những đức à, chứ không có ai. Những đức là chơi với trong chùa, còn mấy cô là những đức là hướng dẫn thôi. Tại vì mấy cô còn trách nhiệm của gia đình và chồng con, không có cho người ta ở bên cạnh mình mà nói chuyện với mình, gần gũi với mình. Tại vì người ta, chồng người ta vẫn có cái tâm ghen tuông chứ, phiền phức. Hiểu không? Đây là cái việc mà tất cả những người tu mà biết được thì đặc biệt lắm quý vị. Với thêm cái nữa, người phụ nữ thì mình lấy lòng họ dễ. Nên khi họ đã quý thương rồi là cái gì cũng đem cúng dường giấu chồng luôn á. Có khi đem tiền mà chồng không đồng ý mà lấy tiền gia đình mà đi cúng dường cho ông thầy luôn á. Sai rồi, làm bậy rồi.
Mình là người xuất gia mà làm như vậy mình cũng sai luôn. Dù là xây chùa cũng không dùng tiền đó nữa. Dùng tiền đó mà xây chùa Phật không chứng. Dùng tiền đó mà đúc tượng tạo chuông Phật không chứng. Tại vì đồng tiền này không phải đồng tiền đồng lòng đồng vợ đồng chồng, mà đồng tiền này là do mình nói ngọt dịu mà người ta đàn bà người ta nghe lời mình, mà người ta đi giấu chồng con người ta lấy tiền đưa cho mình. Sai lầm không đúng, không có nhận đồng tiền này. Nghĩa là tùy duyên mà hành đạo thôi, đúng quý vị. Đó là những điều những đức chia sẻ mà chúng ta đến với nhau lâu dài. Nên những cái gương mặt mà ngồi đây quý vị coi, chúng ta 5-6 năm nay ở bên nhau rồi đúng không? Thấy chưa? Đặc biệt những đức nhìn xuống phần nhiều là những gương mặt quen của 5-6 năm nay luôn. Chùa chúng ta là ít thay đổi Phật tử. Tại vì sao? Những đức không có đi với quý vị nên nó không thay đổi á. Chứ nếu như những đức mà đi đâu lâu lâu thầy có chương trình đi cái nơi Phật nhập Niết Bàn đó con sắp xếp đi, chúng ta sẽ đi chắc khoảng một tuần lễ về, mấy bảo phải cố gắng, có khi chồng cho đi thì nói em có công chuyện đi công tác bắt đầu là đi nghe. Đi bắt đầu là nó mấy ngày đêm nó ở bên nhau, nó thường cứ là gia chạm nói chuyện ăn uống rồi bên nhau này kia rồi giết cái vấn đề của ông thầy này tiêu hết tu hành luôn. Nên quý vị coi á, trời ơi, cái mà hiện tại đang cố gắng tu đây là đặc biệt, còn cái người bên cạnh mình lo cho mình là phù hợp, quý vị không? Nó nên các cô thấy không, mình gặp với nhau thấy mấy năm nay ngon chưa, cứ là cả đời như vậy đi mấy cô, cả đời như vậy đi, mỗi một con người có trách nhiệm của mình đi, cả đời sống như vậy đi, không cần phải đi đâu hết trơn á. Còn khi mà có đi đâu lâu lâu 4-5 năm chờ có một lần, là thí dụ như bây giờ mấy cô đi thì đức cho mấy cô trong chùa mình, mấy cô mình đi không có con chú nào chứ, có một hay ông thầy đi theo, tại vì cái gì nó phải có đàn ông, quý vị, có gì có đàn ông đứng ra nó, mà mấy cô mình mà đi là những đức đặc trách, mấy vị thấy không, những ngôn những ăn, thấy không, thấy chọn người chưa, đâu cho những phú. Thấy không, rõ ràng không? À, những phú nào là ổng hảo tướng, ổng đẹp trai, ổng nói chuyện ngọ dịu, mà dẫn mấy cô đi thì những đức không cho đi. Ông Nhận Ngôn thì ổng nói chuyện thẳng, ổng nói chuyện thiệt, nhìn ổng lúa lúa. Ông Nhận Ăn cũng vậy, thì lúa dẫn mấy cô đi thì yên tâm. Thấy không? À, còn khi mấy chú đi thì có Nhận Phú. Tại vì sao? Vì mấy chú không có làm gì được đâu. Không, rõ ràng quý vị. Nên tại vì sao giờ vẫn còn là phàm phu, nên mấy cô đi ra ngoài nếu những đức cho nam trẻ đi theo thì nó vẫn là đực gựa và cái nó gặp nhau nó vẫn là động phiền phức, hiểu không? Không cho một đực nào đi theo, thấy chưa? Mà đực đi là không cho một cái nào theo luôn, cái già cũng cho đi nữa. Trời ơi, cái này là rõ ràng mà. Bây giờ có cô kia cổ 60+ tuổi mà bây giờ định cho đi đó, mà dưới kia có công việc nên không đi được. Cuối cùng có cô kia cổ lớn tuổi, cô đến cô nói thầy ơi con già cho con đi để biết quê thầy. Như thế nói thôi được rồi. Cô cứ ở nhà đi, chồng cô đi cô không được đi. Đực rửa là toàn bộ đực rửa, không có một cái nào nằm bên trong hết trơn á. Nó bị biết rằng vậy đó. Thật sự mà nói nó cũng có cái khuôn phép với quý vị. Dạy con là cội gốc Thái Bình, mà mình càng ngẫm nghĩ thì nó đúng quý vị. Tại vì mỗi một gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như mỗi một gia đình mà không được hạnh phúc là từ ngay cái chỗ gia đình đó thiếu giáo dục. Quý vị để ý đi, thì bây giờ vợ chồng chia tay, con cái ngỗ nghịch là do ngay cái chỗ thiếu giáo dục mà ra, và không tiếp nhận nhân quả mà ra. Nếu con người mà có thể tiếp nhận định lực nhân quả, mình tin vào cái việc gieo nhân gặt quả, đến với nhau đều là có duyên, vậy thì nhất định chúng ta sẽ ung đúc cái cuộc sống hạnh phúc. Và con cái đến với mình cũng là duyên, thì chắc chắn mình sẽ nắm bắt cơ hội để giáo dục con mình nên người. Hai cái điểm này mà nếu mà cố gắng thì gia đình hạnh phúc, mà mỗi một gia đình mà hạnh phúc thì thiên hạ này thái bình chứ sao. Thí dụ như bây giờ một đứa con mà không được dạy về nhân quả và nhân cách của cuộc sống,
Vậy thì trong những đứa con đó, nếu như sau này lớn lên nó nắm những cái cương vị lớn về xã hội thì nhất định nó sẽ bạo tác bạo tàn, thì nó gây ra kiếp nạn chứ sao. Còn nếu như mỗi một đứa con nó được ung đúc về định lực nhân quả và không muốn gây ra cái sự khổ đau cho người, vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ làm những điều mà muốn cho người ta sống được tốt đẹp và hạnh phúc. Cái việc này xác thực 100%. Thêm một cái nữa, nếu như mỗi một đứa con được dạy dỗ đàng hoàng thì nó sẽ không xảy ra cái vấn đề tệ nạn xã hội. Mà không có vấn đề tệ nạn xã hội thì quý vị coi xã hội đất nước chúng ta nó tốt cỡ nào, thì làm gì có cái chuyện mà hút chích xì ke ma tí, phải làm những cái trường cai nghiện. Rồi được tiếp nhận giáo dục tốt thì nó không gây ra những cái tội lỗi mà bị tù tội, thì đâu có cần xây nhà tù. Nếu như được giáo dục tốt, vậy thì mỗi một cương vị để làm việc thì rất khỏe. Nếu được giáo dục tốt thì chạy xe ngoài đường nó cũng không gây ra tai nạn vì cái chuyện vượt ẩu và vượt đèn đỏ, hoặc là chạy xe lạng lách làm ảnh hưởng mọi người. Nó từ ngay cái chỗ là con người không được giáo dục tốt từ khi còn nhỏ mà nó mới gây ra nhiều cái vấn đề của xã hội lu bu lộn xộn. Và những vấn đề mà của đất nước này muốn chiếm đất nước khác là điều do con người không tiếp nhận giáo dục mà ra. Nếu như con người mà được tiếp nhận giáo dục tốt, không muốn làm cái chuyện để cho người ta khổ đau, thì nhất định sẽ không gây ra cái vấn đề mà mình đi chiếm đoạt cái xã hội đất nước của người ta, làm gây ra chiến tranh để khổ đau cho mọi người. Quý vị nghe rất rõ ràng không? Nên cái vấn đề này Ấn Tổ ngày nói là sự giáo dục của người mẹ là cội gốc thái bình, rất là quan trọng, vô cùng quan trọng luôn đó. Nên những công đoạn này hay lắm quý vị. Thì chúng ta học Phật mình cũng nghe được một chút về nhân quả và giáo dục để mình tiếp nhận chứ. Tại vì đứa con mình sinh ra là do mình rèn luyện thôi. Quý vị coi chuyện, coi phim, quý vị thấy rõ ràng phải do người mẹ rèn luyện ra không? Người mẹ, người cha là vai trò vô cùng quan trọng để rèn luyện ra. Ung đúc từ khi còn nhỏ cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Nếu như chúng ta để cho con mình tùy tiện thì nó sẽ rất dễ học hư. Nhưng nếu mình khuôn khép con mình, dạy con mình nghiêm túc thì con mình sẽ tốt, chắc chắn. Nó sẽ không gây ra cái vấn đề mà làm mình đau khổ về sau. Tại vì mình sanh ra để đào tạo một con người sống có ý nghĩa, việc này rất là quan trọng quý vị. Thí dụ như con trai mình dạy đàng hoàng, đi đâu mình cũng không lo. Con gái mình đã dạy đàng hoàng rồi, con gái mình ở đâu mình cũng yên tâm. Đó là mình dạy dỗ đàng hoàng thì mình sẽ có được cái sự an tâm bình yên. Còn nếu như mà thấy đứa con mình nó không đàng hoàng thì khi nó đi đâu mình cũng cảm thấy bất an á. Đây là cái nguồn gốc làm cho mình bất an mà. Mà sự bất an này nó kéo dài cho đến khi con của mình nó lớn khôn, nó có gia đình rồi mình vẫn bất an. Và có khi nó sống không hạnh phúc mình cũng bất an. Rồi có khi sau này nó đối xử với mình tệ bạc là do nó không tin nhân quả, không tiếp nhận giáo dục thì nó làm mình khổ đau. Mình sanh nuôi khôn lớn nhưng mà nó không nuôi mình sống bơ bắt, mình cũng bị khổ đau. Nếu như mình giáo dục con từ khi còn nhỏ đàng hoàng, đó là nguồn gốc của thái bình xã hội, mà cũng là cái nguồn gốc để tương lai mình có nơi nương tựa sống được an vui và hạnh phúc, đúng không? Việc này chắc chắn 100% là như vậy. Nên chúng ta có khi để lỡ qua, thì bây giờ mình lớn rồi, mình cũng nghe như vậy để mình có thể làm được những điều gì đó đối với cháu con, nhắc nhở về việc này. Nên người xưa cứ nhắc mãi cái câu
Để là của cải vẫn không bằng để là một nền giáo dục. Việc này là xác thực 100%. Người ngồi trong đây có những người đã để là của cải cho con, quý vị đã thấy rõ ràng con mình hư. Con mình hư thì quý vị thấy rằng là của cải để lại cũng vô dụng. Nên từ nơi đó mà lời của người xưa rõ ràng không sai một chút nào. Để là tiền của không bằng để là giáo dục. Để là giáo dục có thể tạo ra sự nghiệp, nhưng để tiền của mà không để giáo dục có thể trở thành một con người không có tiền của mà trở thành con người còn bại hoại, làm ảnh hưởng xã hội đất nước. Cái chỗ này là xác thực 100%. Nên chúng ta phải gây dựng về nền giáo dục cho thật quan trọng, quý vị. Thật sự mà nói thì mỗi một gia đình, mỗi một đoàn thể, xã hội sống có thể được bình yên và hạnh phúc ở bên nhau là ngay chỗ mọi người đều tiếp nhận giáo dục 100% luôn. Thí dụ như bây giờ một cái nơi mà quý vị đến, quý vị thấy con người nó không tranh danh đoạt lợi thì nhất định sẽ sống bình yên. Hiểu rồi sẽ không tranh danh đoạt lợi, quý vị. Cũng như bây giờ cuộc sống ở đây, những đức sống rất là đơn giản. Những đức cũng hướng dẫn cái người sống trong đây đơn giản lắm. Tất cả những anh em sống bên cạnh những đức, họ cũng tập được cái đơn giản lắm, quý vị. Rất là đơn giản. Họ không có suy nghĩ rằng là sau này họ làm chủ trì chùa hay là họ quản chúng gì hết. Cái vai trò họ sao họ cứ cố gắng vậy thôi. Rồi quý vị về đây, quý vị thấy rõ ràng là tất cả quý thầy trong chùa mình có bao giờ đi xin tiền quý vị đâu. Không có đâu, chắc chắn luôn. Vì cho tiền quý thầy cũng không nhận. Những đức thì nói câu cho tiền, đúng ra thì đối với thầy mình cúng dường, nhưng mà quý vị có cúng dường quý thầy ở đây cũng không nhận. Tại vì sao? Vì quý thầy có cuộc sống mà. Nói đây là nói quý thầy ở đây do có cuộc sống rồi. Còn nếu như mà quý thầy đi tu không gặp được một cái nhân duyên mà người ta lo lắng cho mình cuộc sống, thì mình cũng phải cần có cuộc sống, quý vị. Vì chúng ta cũng phải còn có ăn uống, đi đứng đều cần tiền bạc hết, quý vị. Nên những đức thấy chùa mình từng nào cũng có chư tăng ni về đây tu tập. Có khi chư tăng ni ở cốc riêng, quý vị. Từ nơi đó nói cuộc sống bây giờ phải cần tiền hết. Không có tiền không được đâu. Thí dụ những đức đi xe ở ngoài đường đi. Xe của những đức đi là có người đổ xăng sẵn hết. Đổ lần đầy bình những đức đi gần hết là có người đổ tiếp tục. Những đức đâu có đi đâu xa đâu. Khi đi đâu xa là mấy anh em là tự khi mà đi đến thu phí người ta trả tiền hết trơn. Chứ những đức đâu có trả tiền, nên những đức đều là người ta dùng tiền dùm những đức hết trơn rồi. Còn nếu như những đức không có cái mạng đó thì những đức phải tự lo. Thì những đức phải để tiền trong túi để đổ xăng. Đi dọc đường mà đóng phí phải tự đóng. Việc này việc kia phải tự lo hết thôi. Còn bây giờ trong chùa mình nó đều quan tâm lo cho nhau hết trơn. Nó có một tổ chức. Thí dụ như chùa mình bên đây 4 chiếc xe. Là như đức đặt trách cho một chú. Là chú Nhận Phát. Xe sắp sửa hết xăng là tự chú này có trách nhiệm đổ xăng. Và coi thăm nhớt dầu. Và coi xe như thế nào thế nào. Rồi tới ngày giờ xe này phải đăng kiểm sao là có một chú cũng làm trách nhiệm đó. Bên kia thì có một chú quản lý xe đàng hoàng. Xe buổi chiều đi xong phải gom tất cả chìa khóa xe đem qua phòng những đức cắt. Điều là quản lý xe rất kỹ. Nên đâu có ai mà tùy tiện muốn cầm xe đi là cầm xe đi được đâu. Xe có đi công chuyện mới lấy đi. Sức quản lý rất là cao, quý vị. Và tất cả người ở đây phần nhiều, thí dụ những đức đi xe thì những đức không đứng tên xe. Thầy nào đi xe thì không đứng tên xe, mà người không đi xe thì lại đứng tên xe. Người xài tiền thì không cầm tiền, mà người cầm tiền lại không xài tiền. Đây là những đức quản lý vậy đó. Chùa mình là như vậy đó. Thí dụ như cô Liên Bạch dùng tiền là chi tiền chứ không giữ tiền. Những đức giữ tiền thì không xài tiền. Những đức quanh năm suốt tháng chưa bao giờ xài tiền. Điều là giữ tiền chứ không xài tiền. Nghĩa là quý cô cần tiền thì chi ra. Sổ sách ghi báo lên. Tại vì một tổ chức quá lớn, quý vị. Quá lớn. Mỗi ngày hơn 300 người, bên kia 300. Một ngày hơn 600 người,
hai bên đậu tràng xong, đồ đạc mua một bên có thể chi qua hai bên để xong. Nội mà đồ hủ có một ngày cũng ăn mấy triệu bạc tiền đồ hủ. Đó là đồ hủ quá đơn giản thôi. Còn nhiều đồ đạc thức ăn, xe cộ đổ dầu, bao nhiêu sự việc quý vị coi một cái tổ chức. Một ngày mà những đức thấy là ghi mà mua đồ là một trang giấy dài xuống. Sáng là trình qua những đức việc coi sơ 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 qua. Cứ là mua đồ có cái 5 triệu, 7 triệu, mười mấy triệu, 20 triệu, 2, 3 triệu, 7, 800 ngàn, cứ là dày hết trơn, cứ mua đồ vậy. Tại vì quá đông người phải gì đó quý vị. Rồi khám bệnh, rồi việc này, việc kia, rồi các cụ chết, rồi đủ thứ hết trơn á, nhiều lắm. Vậy mà một cái tổ chức như một cái bộ máy quay rất đều đặn, và những đức không có bận tâm gì trong đầu óc những đức. Vì mỗi một tổ chức đều có ghi chép rõ ràng, chỉ trình lên, có nghĩa là đầu vào đầu ra rất rõ ràng. Một cái tổ chức mà hai bên đông như vậy, mà tất cả các anh em đều là qua cái vị trí đúng những đức sắp xếp ra hết luôn. Còn hòa thượng thì toàn bộ là cái mảng xây dựng, còn cái mảng chúng con người là những đức sắp xếp hết luôn. Từ nhân sự sống sao sao tất cả người trong đây. Vậy mà mỗi ngày những đức không cần bận tâm gì mà còn chia sẻ Phật pháp được hai buổi. Hai buổi chia sẻ Phật pháp là vô cùng khỏe mới chia sẻ được. Chứ nếu như không khỏe không thể nào chia sẻ được Phật pháp. Tại vì bận tâm đầu óc nặng nề sao chia sẻ Phật pháp. Nếu như những đức lên đây mà thô tâm sao nói chuyện với quý vị. Nó phải dịu tâm mới nói chuyện được với quý vị chứ. Những đức muốn nói lên điều này để chúng ta nhận thức rằng là nền giáo dục rất quan trọng. Vì mỗi người ở đây phần nhiều tin nhân quả. Các cụ những đức nói với các cụ cũng tin nhân quả. Dù là tu rất trễ, các cụ đã tạo nhiều nghiệp ngoài đời, nhưng mà vô đây mấy năm nay các cụ đã được khu khép đỡ vô cùng. Cũng như hôm qua những đức gặp một bà cụ bị cảm xúc, những đức đến thăm bà. Những đức nói bữa nay bà bệnh rồi bà nghỉ đi, dép dài để người ta sắp đi. Bà nói con nghỉ một chút thôi, ngày mai buổi sáng con phải làm trách nhiệm của con thầy. Từ khi là làm không nổi thì thôi. Tại vì cái ngăn khoảng thời gian tuổi già, năm nay con 79 tuổi à, không còn bao lâu nữa đâu, nên làm được nên chăng thật mà làm. Rõ ràng không? Thì biết rằng một tổ chức làm việc, những đức chưa bao giờ đi đến bên cạnh kèm kẹp bao giờ luôn á. Không bao giờ có cái việc những đức đứng sau lưng mà la gầy. Không bao giờ có cái chuyện này luôn á. Đều là làm việc buổi sáng, như đức chỉ nêu đúng một câu, ngày nay đi lấy củi, ngày nay làm việc đó, ngày nay làm việc đó, ngày nay lau quạt, ngày nay tất cả các khu phải lau dọn hết, tất cả các khu các cụ phải dọn dẹp sạch hết phòng ốc. Như đức chỉ nói lên một như vậy thôi, thì cái khâu lau nhà là có một người, khâu lau quạt là có một người, khâu mà sắp xếp vệ sinh xung quanh là có một người. Từ một người đó đi tự nhiên kêu người hôm nay làm như vậy như vậy, hồi sáng thầy đã nói như vậy rồi, đi làm như vậy đó, rồi là tức khắc phải đi làm. Không có ai nói dòng do rằng là sao dám kêu tôi không làm nữa làm sao. Không có. Còn người nào chỉ cần nói hôm nay con bệnh con mệt quá, nghỉ đi, không có gì cả. Vậy coi rõ ràng là một tổ chức đều là do ngay chỗ nào tin nhân quả và tiếp nhận giáo dục mà ra. Chứ ai mà quản lý nổi hơn 300 người quý vị. Trong khi không phải là dùng một cái sức mạnh gì cả. Phật pháp mà sức mạnh gì giờ? Những đức dùng sức mạnh gì giờ? Đó. Và những đức nói chuyện với quý vị cũng là nói rất đơn giản, quý vị coi phải không? Đây là cái xác thực mà chính những đức làm đã thấy ra. Tin nhân quả và tiếp nhận giáo dục là chuyện vô cùng quan trọng. Nên Ấn Tổ nói rất rõ ràng, nếu như con người mà không tin nhân quả, không tiếp nhận giáo dục thì chư Phật Bồ Tát xuống thế cũng uổng công. Không dạy chỗ này là uổng công, không thế nào mà hướng họ được đâu quý vị. Nên điều là chư Phật Bồ Tát xuống thế phải dạy con người về nhân quả và tiếp nhận giáo dục. Rồi phương pháp gì tu thì đưa ra đúng pháp đó mà tu. Vậy thì được rồi đó. Chắc chắn luôn á. Nên mỗi một người chúng ta phải quan trọng chỗ này. Mình tin gieo nhân gì gặt quả báo nấy rồi quý vị. Nếu như mình làm dâu mà mình không làm dâu đàng hoàng thì con dâu của mình nó sẽ trả lại cho mình. Mình làm rể mà mình không làm rể đàng hoàng thì con rể mình sẽ trả lại cho mình. Nếu đời này mình không có con dâu, không có con rể thì đời kiếp nào mình cũng phải gặp chuyện này à. Tại vì nhân quả thông ba đời, quá khứ hiện tại bị lái, không có chạy khỏi đâu. Mình lấy của người ta thì sớm muộn cũng trả cho người ta.
Thiếu tình thì trả tình, thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng, thiếu là phải trả, không có quỵt được đâu quý vị à. Hiểu được nguyên lý này rồi thì sống ở cõi đời này đâu có thiệt thòi. Nhận thức được không có thiệt thòi thì làm gì đi phiền não, không có thiệt thòi. Đã là không có thiệt thòi thì không có ngu. Nếu như nghĩ rằng thiệt thòi thì nghĩ nó là ngu. Ngu thì ngã mạng thì tức. Ta ngu hơn nó sao? Tức khắc là phải đấu tranh. Còn nếu như không có thiệt thòi, không có ngu, không có ai chiếm lợi ích của ai, vậy thì ta tức khắc sống tâm bình khí hòa. Đặc biệt không? Nhân đức sống ở ngày vui nè. Nhân đức đâu có nghĩ mình bị thiệt thòi đâu. Nhân đức lo cho các cụ, lo cho đạo tràng cỡ nào họ thương hay là họ ghét, đó là chuyện của họ. Còn nhân đức cứ làm đúng cương vị của mình cho tốt thôi. Chứ nhân đức không có bận tâm cái chuyện họ thương hay ghét, hay khen hay là chê. Nhân đức cứ làm hết trách nhiệm mình thôi. Vì sao? Không có thiệt thòi. Nếu nói rằng tại sao cực khổ như vậy thiệt thòi, không có thiệt thòi. Bạn gieo nhân thì bạn gặt quả thôi. Trước nhất bạn được cái quả báo là nội tâm bình an nè. Mọi ngày sống bình an vô cùng nè, vui vẻ vô cùng, không bận tâm nặng nề gì hết. Thế vì coi gia đình mình vài ba người thôi, gần Tết gì là cũng có cái lo đó. Nó có những Phật tử, những đứa cũng khuyên đó, nói á, cố gắng giữ thời khóa tu. Tu gần hết một năm rồi, Tết còn có mấy tuần nữa à, đừng có nói bận biểu mà không đi tu. Làm gì bận biểu không đi tu? Đi tu một thời này nè, nó an tâm thì mới giải quyết được vấn đề của xã hội. Trên tâm mà nó không an, dù có 100 năm sống để lo cũng không xong nữa. Tâm an thì cảnh an, tâm loạn thì cảnh loạn. Đã loạn rồi làm sao mà giải quyết vấn đề? Nên muốn an tâm thì phải có dụng công tu hành và nghe định lực nhân quả. Thế vị nghe gì tức khắc cái tâm bình định liền đó. Tâm nó bình định lại, định đi sanh tuệ. Con người cần trí tuệ mới nhìn thấu. Thì nhìn thấu mới buông xuống. Con người không định, không sanh tuệ, không trí tuệ, không nhìn thấu. Không nhìn thấu, không buông xuống. Con người không buông xuống được, cái gì cũng chấp nhất để nặng nề để lo âu. Thì ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên. Là do cái gì? Là do không nhìn thấu. Nên mới là ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như nhìn thấu thì tức khắc ăn ngon, ngủ yên. Không có bận tâm cái chuyện đặt vấn đề sau này lớn lên con sẽ như thế nào, không có đặt vấn đề như vậy. Vì sao? Ta chỉ có dạy con. Chứ về phước duyên của con, đó là duyên của con. Chứ ta không có đặt vấn đề cuộc đời con sau này lớn lên sẽ như thế nào đây. Gia đình mình nghèo như vậy, con mình sẽ khổ như vậy, thiệt là tội nghiệp con mình. Ta phải làm sao đây để tạo ra một sự nghiệp để con mình đừng thua xúc người ta đây. Quý vị làm chi khổ như vậy? Nếu cuộc đời con người ta có thể bận tâm việc đó mà có thể làm xong việc cho con, thì con người ở thế gian này, chắc người làm cha làm mẹ đều có thể giúp cho con được thành công trong cuộc đời này. Nhưng nhiều người làm cha làm mẹ sắp xếp cho con rất chu đáo. Nhưng quý vị coi, có mấy đứa con mà được thành tựu như ý muốn của mình làm cha làm mẹ mong cầu đâu. Nên việc mà vô cùng quan trọng là người xưa nói, hãy dạy con về nhân quả, hãy dạy con về đạo đức làm người đi. Những điểm này là những điểm mấu chốt để con mình có thể sống tốt. Sống tốt thì sanh phước, có phước thì giàu sang, hạnh phúc. Đây là nền giáo dục trong nhà Phật dạy đặc biệt. Yeah. Rất là đặc biệt. Những đức đâu có nặng nề vấn đề sau này các cụ chết thì như thế nào đâu. Không có. Những đức chỉ là khuyên các cụ thôi. Giống như Đức Phật nói, ta chỉ là người hướng dẫn, còn các con tự đốt đuốc mà đi. Vậy thì chúng ta làm cha làm mẹ cũng là nói cái câu, cha mẹ chỉ sanh con và nuôi con và dạy con. Cuộc đời con sau này là con phải tự mà đi trên con đường của con chọn. Nên chúng ta chỉ hướng phương hướng rõ ràng mà, đúng không? Nên quý vị thấy rõ ràng là sự giáo dục của người làm mẹ là cội gốc thái bình. Ấn Tổ ngày nói một câu, người làm mẹ giáo dục con chân thật thì bổn phận của người đàn bà đã nắm đất nước này hơn phân nữa. Quý vị coi, mỗi một người lãnh đạo đều khoác sức nguồn gốc ra từ đâu? Phải người làm mẹ mà ra không? Quý vị coi tất cả những cái người mà từng đã làm lãnh đạo tốt, quý vị coi, nếu như người này là đứa con bất hiếu thì không có chuyện làm lãnh đạo tốt. 100% luôn. Tất cả những bậc đã đi qua mà những bậc vượt trội đối với xã hội, đối với đất nước mà tuyệt vời, đều là những người con hiếu không? Quý vị coi qua lịch sử của Bác Hồ, quý vị sẽ thấy Bác Hồ phải là người con hiếu không? Hiếu đó, hiếu tử á.
Dù là trong cái thời đại rất khó khăn, bác ở xa vô cùng như vậy mà vẫn là làm lụng để dành tiền chút ít lâu lâu gửi về cho cha mẹ. Phải là hiếu không? Hiếu á. Từ hiếu mà ra một người lãnh đạo tốt vậy đó quý vị. Nên đạo Phật mới nói là đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Nếu như một người xuất gia mà không hiếu sẽ đi xuất gia cũng làm vậy à. Thí dụ như chúng ta đi tu là vì giải thoát cho bản thân mình và giải thoát cho tất cả nhân sinh, trong đó là cha mẹ ông bà của mình. Cái tâm rộng lớn của chữ hiếu lớn lắm. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Thiết ngày nói rằng chữ hiếu có thể làm được tròn vẹn là làm Phật mới tròn vẹn được. Bồ Tát vẫn chưa tròn vẹn, tới nào thành Phật mới tròn vẹn được. Chữ hiếu rộng lắm, hiếu rất là rộng. Có nghĩa là hiếu với tất cả tình dữ vô tình luôn. Không có cái gì mà mình không hiếu cả. Chứ đừng có nói cái chuyện mà chỉ hiếu với cha mẹ mình mà không thương cha mẹ người khác. Người này không phải là con hiếu đâu. Người con hiếu đúng nghĩa là biết thương cha mẹ mình, biết thương cha mẹ người khác, biết thương anh em mình, biết thương anh em người khác, biết thương chòm xóm láng giềng mình, thương tất cả mọi người. Thì cái chữ hiếu này mới mở rộng được quý vị. Nhớ á. Nên từ nơi đó mà chúng ta khi học Phật phát tâm được một chút thì vị thấy rằng có thể thương người khác rồi đó. Nhưng Đức đã từng nói rằng không thể nào mà nếu cái tính tình nhẫn đức mà có thể thương các cụ già. Nếu như nhẫn đức không học Phật đối với cha mẹ như Đức chưa chắc. Không học Phật. Vậy thì quý vị coi con người là từ đâu mà ra? Từ dạy mà ra. Từ dạy mà ra. Nhẫn đức được dạy lúc 29 tuổi. Được dạy lúc 29 tuổi. Còn từ khi sanh ra cho tới 29 tuổi là cuộc sống lên đên. Thả trôi thả nổi, dùng cái sự phù phiếm để sống. Dùng cái sự phù phiếm để sống với xã hội mọi người. Hình như không có được dạy nhiều. Không được dạy nhiều quý vị. Vậy mà từ 29 tuổi tiếp nhận Phật Pháp là được dạy. Được dạy mới nhìn thấy ra rằng con người sống mới có ý nghĩa gì. Từ cái nhận thức ý nghĩa của một đời người mà những đứa có thể sống được một chút tư tưởng. Chỉ có một chút xíu thôi quý vị à. Quá nhỏ mà đã làm một chút việc cho xã hội rồi. Không chi đối với Phật Pháp này, nếu con người được từ khi còn nhỏ giáo dục về nhân quả và giáo dục về đạo đức làm người, tuyệt vời quá quý vị. Quá tuyệt vời đó. Nên trong trường học chúng ta thấy cái câu mà trước học lễ sau học văn. Cái đứa bé nhỏ tối nhỏ xíu thôi, rất là nhỏ quý vị. Đứa bé này là từ khi mẹ mang thai là đi đến chùa học lớp đạo làm con. Sanh ra đến bây giờ cháu biết đi biết nói. Quý vị biết rằng là cháu nhỏ xíu thôi, những đứa đi ngang một cái là cháu chắp tay, dạ con chào thầy. Gặp tất cả quý thầy là dạ con chào thầy. Nhỏ xíu thôi, rất là nhỏ. Tại vì mẹ từ khi mang thai đi đến đây à. Những đứa có nói câu này hoài. Đứa nhỏ này từ khi còn nhỏ nó ra trong bụng nó cũng nghe. Nên nó cứ là gặp người là dạ con chào thầy, có biết chào người khác vậy đó. Nó có lễ phép quý vị. Đó. Tự nhiên mình nhìn thấy là mình thương liền. Nên con người khi có lễ phép là đi đâu người ta cũng thương hết. Người xưa nói một câu á, một lời chào cao hơn mâm cỗ. Con người mà biết chào hỏi người khác, mình là hàng Phật tử đi đến đâu mình gặp quý thầy chắp tay chào bằng cách nào? A Di Đà Phật. Thấy quý thầy đi từ xa sắp đến, còn vài thước nữa đến là chúng ta đang ngồi ghế là đứng lên liền. Bất cứ ngôi chùa nào chúng ta đến cũng đều hành động một người Phật tử phải như vậy đó. Khi mình nói chuyện với quý thầy, mình muốn hỏi việc, mình hỏi để cho quý thầy nói. Nói xong mình mới được quyền hỏi và giải đáp như thế nào. Chứ không có cái chuyện mà quý thầy đang nói chen vô. Người ta đang nói chen vô. Đừng có nói là thầy. Dù là một người bình thường cũng giống người bình thường, khi người ta nói mình phải nghe. Nghe là để bình tĩnh nghe. Để làm chi? Để nghe cái câu này người ta nói coi cái ý nghĩa làm sao để mà mình giải đáp. Khi bình tĩnh nghe thì mới nắm được cái công đoạn quan trọng trong lời nói mà giải đáp. Nếu như khi người ta nói mà mình không bình tĩnh để nghe thì cái đoạn người ta nói mình sẽ không nắm được câu nào quan trọng để mà mình giải đáp cho người ta nghe. Nên khi người ta nói là mình phải lắng nghe.
Rồi đến khi bên đây nói thì bên kia phải lắng nghe. Hai bên nó phải có một sự lắng nghe. Như vậy thì tức khắc cái buổi nói chuyện này nó có một cái lợi ích lớn. Đừng bao giờ gấp gáp khi người ta nói chuyện, mà mình cứ là chén vào để nói. Người ta nói chưa dứt câu là mình cứ nói, rồi nó nói chưa dứt câu là mình cứ nói, vậy là mình thất bại. Nên những việc này quý vị nghe rất rõ ràng nghe không? Dễ nghe mà có thể dễ làm đó. Người ta nói cứ để người ta nói hết đi, rồi tới mình nói. Vậy là đúng. Đây là lễ phép đó quý vị, nó rất là quan trọng. Nó đọc những công đoạn của Ấn Tổ dạy cho quý vị nghe nguyên văn nè. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền, thật là chẳng biết thời thế. Phải biết nam có nam quyền, nữ có nữ quyền. Giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ. Quyền ấy cực lớn, chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chánh trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Hay chưa? Cực kỳ là hay. Quý vị coi, cái chữ bình quyền con người bây giờ không hiểu quý vị. Họ nghĩ bình quyền là người đàn ông làm được việc đó, là người đàn bà làm việc đó. Không phải đâu. Vì trách nhiệm người đàn bà còn quan trọng hơn những cái việc người đàn ông đang giải quyết vấn đề của xã hội nữa. Chứ không cần thiết người đàn bà phải đi giải quyết vấn đề của xã hội đâu quý vị à. Tại vì người đàn bà này phải có trách nhiệm dạy con. Họ có trách nhiệm phụ trợ chồng để dạy con. Như vậy thì trách nhiệm này mới lớn. Nên Ấn Tổ ngày nói là vai trò đàn bà nắm xã hội đất nước hơn phân nửa. Người đàn bà đào tạo ra được nhân tài hay không là do người đàn bà này nè. Do người đàn bà này nè. Bây giờ người đàn bà này bỏ luôn gia đình mà đi lo cái chuyện xã hội, chồng cũng lo chuyện xã hội, vậy thì sanh con không dạy. Mà sanh con không dạy thì gia đình này con hư. Con hư quý vị có đi làm cái gì của xã hội đi chăng nữa, trở về gia đình tan nát rồi, quý vị nhìn gia đình quý vị mặt mũi nào quý vị đi làm lãnh đạo? Quý vị có thể làm lãnh đạo, quý vị có thể la người này gầy người kia, nhưng mà quý vị bước về nhà, vợ không nói được chồng, chồng không nói được vợ, cha mẹ không nói được con, quý vị còn đi làm lãnh đạo gì? Làm được cái gì hả quý vị? Việc này xác thực không? 100% xác thực. Rõ ràng không? Thí dụ như bây giờ mình làm chức phận lớn vô cùng mà vợ hét một tiếng là sợ. Những đức nói bảo đảm đàn ông mà cảm thấy lép vế đối với vợ là người đàn ông không bao giờ làm được việc lớn. Những đức coi bộ phim Bao Công á, những đức thấy tất cả những vị tướng mà sợ vợ là toàn bạo lực. Những bậc tướng mà đều là nhút nhát, không làm được việc gì lớn lao hết. Không phải là ăn hiếp vợ, nhưng công đoạn này Ấn Tổ nó rất rõ ràng. Nam có quyền của nam, nữ có quyền của nữ. Hay không? Quyền của nữ là quyền gì? Phụ trợ chồng lo cho gia đình và dạy con. Quyền của nam là gì? Quyền của nam là quyền một người đàn ông phải giải quyết vấn đề cho xã hội, cho gia đình. Còn quyền người nữ là quyền gì? Là quyền phải sanh con và phải dạy con, lo cho gia đình, dọn dẹp gia đình đàng hoàng. Đây là quyền người nữ. Vậy thì hai vai trò này, vai trò nào cũng là vai trò vô cùng quan trọng hết. Như vậy thì chúng ta là người đàn ông tôn trọng vợ mình đã làm được việc này. Mình là người đàn bà tôn trọng chồng mình đã làm được việc này. Vậy hai bên tôn trọng nhau gọi là bình quyền. Bình quyền là mỗi người có một cái quyền để làm, chứ không phải bình quyền là ông làm được việc này, tôi cũng đi làm việc này. Như vậy thì bỏ trách nhiệm, giống như vai trò đó được đặc trách, mà chúng ta lại bỏ vai trò đi chạy theo người khác, đi làm việc của người khác, mà bỏ vai trò của mình là sai. Thí dụ như ngày lễ thì những đức đặc trách 10 vị trí để lo lễ. Người nào chỉ cần bỏ vị trí của mình là người đó nhất định sẽ bị phạt. Phạt là gì? Là chỉnh đốn tư tưởng người này lại. Thí dụ như bây giờ quý vị đến đây để dự chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức đặc trách cho một chú, ông có cái trách nhiệm, ông ngồi ở trên lầu đó đó. Ông ngồi ngay cái lan can đó cho tôi, bắt cái ghế ngồi đó. Ông làm gì ông biết hay không? Ông ngồi đó, tất cả những người cầm điện thoại ở trên quay xuống không cho phép. Ông hỏi vì sao? Vì ở dưới tu, ở dưới đang lại, Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên cầm điện thoại quay thì làm cho động người ở dưới lại. Ông không cho phép họ quay phim. Ông ngồi đúng vị trí đó đó, ông cứ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là ông đã lại xong 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó. Còn ông có vị trí, tất cả những người đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, ông có vị trí đi vòng vòng tất cả các cái vị trí ở người ta để đồ đạc, để ông an ninh đồ đạc giùm cho người ta. Ông làm đúng trách nhiệm như vậy là ông đã làm đủ công việc của ông rồi đó.
Còn bốn chú này, hai chú ngồi ngay cái nhà vệ sinh, cứ ngồi đúng ngay chỗ đó. Hai chú kia nào ngồi nhà vệ sinh bên kia, ngồi đúng vị trí đó là đúng trách nhiệm rồi đó. Còn khâu nhà bếp thì khâu nào sao sao, đúng vị trí gì mà làm. Nếu như những người này được đặc trách, đã nhận trách nhiệm mà lại bỏ trách nhiệm, vậy là sai, đúng không? Vậy thì người vợ trách nhiệm là gì? Sanh con và dạy con và lo gia đình đàng hoàng, gia đình phải sạch sẽ. Dù là nhà nghèo nhưng nhà phải sạch, chén bát phải sạch, nhà cửa phải sạch sẽ, con cái đàng hoàng. Nó, chồng đi làm gì là có một buổi cơm cho chồng đàng hoàng. Người chồng này không bao giờ nói rằng bà chỉ biết ở nhà làm như vậy thôi chứ bà biết cái gì. Đây là sai của người đàn ông. Nếu như người đàn bà nói ông chỉ biết đi ở ngoài thôi, ông thử ở việc nhà ông làm thử coi sao, vậy thì đàn bà cũng sai. Nên hai người có cái quyền, nên quyền nào cũng được sự tôn trọng. Nhất định gia đình này được hạnh phúc là do gì? Tất cả các cái quyền trong gia đình đều được tôn trọng, đúng không? Không tôn trọng thì sanh phiền não thôi đó. Nên những đứa cũng rất là tôn trọng tất cả những người ở đây. Khâu nào những đứa cũng rất là tôn trọng. Khi làm việc thì họp rõ ràng, khi bố trí công việc là phải nhiệt tình, vậy là đúng rồi đó. Quý vị coi chùa mình chương trình lễ xong rồi, trước đó những đứa họp, những đứa nói chương trình lễ xong là phải dọn sạch, không còn cái gì lộn xộn lưu bu hết, phải dọn cho hết. Dù là 1-2 giờ khuya cũng phải dọn, ngày mai ngủ, ngày mai được quyền nghỉ, đêm nay phải làm cho xong. Đặt trách xong tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Mấy người, 20 người thì phải làm đúng 20 người. Vị trí như vậy ai mệt thì nghỉ, nhưng mà phải làm cho hết lòng mình. Thì tức khắc vai trò đó làm đúng vai trò. Lễ xong rồi thì vai trò những đức là hướng dẫn và lại. Xong rồi những đức có quyền nghỉ, cái chuyện của những đức. Những đức muốn làm thêm là chuyện của những đức. Còn vai trò quý vị đã được đặt trách rồi, phải làm đúng vai trò mình. Rõ ràng mỗi người đúng vai trò. Tuy là chùa chúng ta nhân sự không có đông, người thì rất là đông, nhưng phần nhiều toàn là người già, trẻ không có bao nhiêu cả. Nếu nói về nhân sự làm việc quá ít. Quý vị coi một năm chùa mình bao nhiêu chương trình, quý vị? Quá nhiều. Tại sao người ta tổ chức chương trình mà dài 3 tháng chờ tổ chức một lần, mà tổ chức từ từ bứt hết, quý vị? Chỉ đúng cái đầu tổ chức không nhận thức được thôi. Họ nghĩ rằng là họ phải tổ chức làm sao cho hoành tráng. Họ không biết được chết con người. Họ không biết chết con người. Còn những đứa tổ chức là con người phải tu được hết hoàn toàn. Và khi làm việc toàn bộ là được đưa lên tư tưởng. Những đứa nói cho họ nghe tư tưởng khi sống và làm việc này là lợi ích gì và sống ý nghĩa gì trong công việc này, họ đã nghe được rồi. Thì tức khắc việc làm của họ không sanh phiền não. Và những đứa nói luôn cái việc tất cả những người về đây tu, người ta đều như mình ngày xưa mới vô chùa, thì tính tình vẫn còn phàm tục lắm. Nên đừng bao giờ đi buồn trách người ta làm gì. Người ta đi đến chùa là quý rồi, thương người ta được rồi. Thí dụ như giờ sắp dép cho người ta, đưa dép cho người ta, quý vị cầm đôi dép đưa cho người ta đôi dép. Nhưng mà bây giờ dép thì có dép mới dép cũ, người ta không nhận đôi dép cũ, người ta dối tay, người ta lấy đôi dép mới người ta mang. Mình A-di-đà Phật. Chứ mình không có cái chuyện nói rằng tôi đưa thì sao không lấy, quê ghê luôn á. Cái đó là cái ngã nổi lên nghe. Cái ngã nổi lên là mình đưa đôi dép cho người ta mà người ta không nhận, người ta dối tay, người ta lấy đôi dép mới có không có. Tại vì quay phim lại những đức coi phim, những đức thấy rõ ràng, thấy các cụ đưa dép thì có những Phật tử nói thôi được cụ, để tôi lấy đôi dép này chứ, cái này. Đó, không có mà. Từ nơi đó quay phim lại hết, những đức đã coi qua hết. Quý vị biết rằng phim của một ngày lễ mấy chú quay rất kỹ, những đức đều ngồi coi tỉ mỉ từng chút phim hết luôn. Sự việc những đức đều nắm rất kỹ. Khi lễ lọc những đức đi một vòng, những đức thấy dép để tàn lan đại hải khi mang xong á, thì khi ở dưới lại lên lại trước mặt mình là dép đóng đóng. Nên những vị trí sau này những đức họp, những đức nói phải bố trí người sắp dép. Bố trí người sắp dép dọn qua hết vị trí đầu tiên mà để dép đóng đóng. Dép đem về một vị trí sắp ngay ngắn, thẳng hàng thẳng lối là hết. Chùa của mình mỗi ngày những đức bố trí cho một chú, tất cả các cụ qua đây tu đều là đứng ngay cái vị trí của cầu thang sắp dép, sắp ngay ngắn lên hết. Sắp mà còn phải chừa một cái đường chướng giữa để đi. Khi tu xong sáng và tối thì những đức khuyên những người trẻ nên đứng ngay cầu thang, khi các cụ già đi xuống nên nắm tay dẫn các cụ xuống. Quý vị coi phải là mỗi một vị trí phải cần tỉ mỉ không quý vị? Nếu như một người lãnh đạo mà nếu mà tỉ mỉ như vậy thì chắc chắn rằng khó thể nào có cái chuyện
xuất hiện những cái tham quan ô lại được quý vị. Vì sao? Vì quý vị quá tỉ mỉ. Tỉ mỉ của quý vị là sâu sắc chứ không gì cả. Quý vị có thể gần gũi và quý vị có thể đi tìm hiểu. Tìm hiểu từ đâu? Tìm hiểu không phải là vừa đi đến đó là giống giống lên để tôi đi đến đó, không phải vậy quá. Đã đi tìm hiểu là không có giống giống. Đi tìm hiểu là phải là con người bình thường đi tìm hiểu. Mà tìm hiểu ở đâu? Tìm hiểu dân tình. Chúng ta coi người lãnh đạo ở nơi đó, đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn ra được cái hoàn cảnh ở nơi đó đó. Cái hoàn cảnh nơi đó là chúng ta sẽ biết được. Nếu như cái nơi đó rất tệ mà người lãnh đạo này, cái bề thế nhà cửa ông rất rộng lớn, vậy thì ông này có vấn đề. Có vấn đề. Nên tìm hiểu những người xung quanh, tìm hiểu nhiều người, rồi từ từ mới kết luận tới người đó. Cái sâu sắc đó đó mới giải quyết được vấn đề. Nên quý vị biết rằng trong vai trò bao nhiêu trăm người này, những đức sống chung, ngày xưa những đức quản 1,500 người, bằng đêm 11, 12 giờ khuya những đức đi vòng vòng, những đức thấy bao nhiêu cảnh tình của trong vị trí sống đó. Những đức đã từng kể, có khi 12 giờ, 1 giờ khuya những đức đi vòng vòng, những đức thấy các cụ nằm ngủ, nằm sát sát một chỗ, nằm chỉ có nửa thước, tiếp tục nửa thước khác là một cụ, nửa thước khác là một cụ. Vì chùa đó ngày xưa chỉ có một mẫu ba đắc mà 1,500 người ở trong đó. Nên con người ở một tầng dưới là yếu, tầng trên là khỏe. Tầng trên là người khỏe, bò lên có một cái cầu thang rất nhỏ, bò lên trên. Trên là một cái lửng ở trên. Một cái nhà cắt lên, nhà sắt, mà trong cái nhà đó ở gần 400 người. Thì nghĩ sao? Bằng đêm những đứa đi một vòng, những đứa coi, nhất là cái khu mà mình cảm động nhất là cái khu mà những đức ngày xưa nhận 100 bà già yếu, 100 bà cụ già yếu nằm sát 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 với nhau. Bằng đêm ngủ có những cụ ngủ quơ tay đụng đậy, thì có khi quơ tay quýnh nhau. Chính khi mà các cụ ngủ, những đức đi vòng vòng và quan sát tình hình, nói đúng là một đời người đã trải qua thời gian tuổi trẻ, đã sanh con và nuôi con, bây giờ đến tuổi già mình phải sống như vậy sao? Cuộc đời chúng ta đi tìm kiếm cái gì? Cuối cùng chúng ta gặt hái được cái gì đây quý vị? Nên con người khi hiểu và nhận thức được thì chúng ta nên sống làm sao khi cái tuổi trẻ này, mình phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa quý vị? Phải tiếp nhận giáo dục, tiếp nhận về định lực nhân quả. Phải sống có ý nghĩa, đó là nhân quả tương đồng. Con người đã sống có tư tưởng đặc biệt như vậy thì tuổi già không tệ đâu quý vị. Chắc chắn luôn. Tuổi già mình quá tệ là do gì? Tuổi trẻ mình lao theo con đường sai lầm, đã tích trữ những cái không cần phải tích trữ, cuối cùng tuổi già mình mới đớn đau. Những đức thấy đã nhiều vị Phật tử đến nói những đức nghe, họ giàu, họ có 3-4 căn nhà, nhưng con của họ 3-4 đứa, mỗi đứa đều giật giành của cải của họ. Chia căn nhà này cho đứa này thì đứa kia nói con không chịu, tại sao cha mẹ lại chia căn nhà này cho anh ba anh hai là căn nhà ngay mặt tiền? Đứa này không chịu, đứa kia không chịu. Người làm cha làm mẹ hỏi bây giờ làm sao? Nó nói bây giờ phải bán hết đi, rồi tiền của phải chia đều ra hết, vậy thì con mới chịu. Đối với anh em mà nó còn đấu tranh như vậy, trong khi cha mẹ chưa chia là nó đã bắt buộc phải chia. Chưa chia mà sẽ chia, nhưng nó kêu phải chia. Quý vị coi sự cực khổ của chúng ta, tồn trữ lại của cải, cuối cùng con thì thiếu dạy, con thì lại quay lại làm mình khổ đau. Việc sống này, nhân cách sống này, chúng ta sống làm sao hạnh phúc? Bà con mình làm sao có tương lai? Vì đối với cha mẹ thì bất hiếu, đối với anh em thì bất nghĩa. Quý vị nghĩ làm sao con người sống được tốt? Nếu cái nhân con mình như vậy thì tuổi già con mình như thế nào đây? Con mình sẽ đi vào viện dưỡng lão mà ngồi trong đó. Niềm vui nhất của tuổi già là gì? Niềm vui nhất của tuổi già là được quay quần bên con cháu. Người xưa nói cái câu niềm vui nhất của tuổi già là được quay quần bên con cháu. Đây là bên nhà nho dạy. Chúng ta trong nhà Phật nói niềm vui lớn nhất của cuộc đời con người là gì? Là tuổi già biết tu hành, có phương hướng giải thoát. Đây là cao cấp hơn quý vị à. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết là nói rằng Khổng Lão Vu Tử dạy người một đời. Khả năng của Khổng Lão Vu Tử dạy người từ khi sanh ra và đến khi chết bỏ mạng vẫn là có nghĩa tình. Nên cái thờ của Ngài Vệ Viễn
23 vị mà gia nhập vào Lô Sơn phần nhiều là đều là bậc học nhà Nho, niệm Phật đều là giảng sanh hết. Vì sao quý vị? Vì đạo nghĩa của họ đặc biệt quá. Đó là trì giới đó quý vị, nên họ niệm Phật đều giảng sanh hết. Căn tính họ đặc sắc lắm. Còn bây giờ chúng ta đá đổ đi cái đạo nghĩa làm người, chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có đạo đức làm người, vì sao giảng sanh? Nên quý vị nghe vậy rồi chúng ta cố gắng sống cho tốt, niệm Phật. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý vị ngồi trên cầu thang có thể đi thẳng xuống cũng được. Ra phía trước chúng ta ngồi được phóng sanh cũng đi thực vì nhìn thấy dễ nha. Ở chùa chúng ta từng nào chư tăng ni quý Phật tử về đây khắp nơi nơi chúng ta về rất là đông. Về đây như Đức chia sẻ Phật pháp xong mà chúng ta có lễ Phật, được phóng sanh và cúng thí thực. Quý vị thấy từng chủ nhật nào cúng thí thực rất là phong phú. Cúng từ những người mà vừa nghe pháp tu xong, cái tâm thanh tịnh nó cúng nó lợi ích lớn. Nhiều người chúng ta ngồi trong đây, đời này hay nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta cũng tạo nghiệp nhiều lắm, từ vô tình hay cố ý. Và có những người cũng mang nghiệp phá thai, cũng ngồi trong đây cũng đông. Từ nơi đó mà cái tội lớn nhất của chúng ta là cái tội mà sát hại sinh linh. Vì mỗi một người chúng ta hay là những loài động vật đều thương tiếc nhất là thân mạng. Như chúng ta mà thân mạng mình là thương tiếc nhất. Chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên chúng ta mà sát hại sinh linh đó là tội nặng nhất. Nghiệp lớn nhất đó là phá thai, là giết người. Nên mỗi một người được có thân người là quý, được sanh ra là đời rất là mừng. Từ nơi đó mà mình đoản cái mạng của người ta kia, người ta sẽ được sanh ra đời, chưa được sanh ra mình đã giết. Nên cái nghiệp phá thai là một cái nghiệp rất là nặng nề. Từ nơi đó mà mình về đây cộng chung cái lực tu, vừa nghe pháp để cởi mở tâm tư, chúng ta có thể lễ Phật, niệm Phật để thành tâm sám hối, cúng thí thực, chư hương linh được nhờ. Và chúng ta phóng sanh, toàn bộ những công đức này chúng ta đem nguyện hồi hướng, gọi là nguyện cho họ cỡ mở tâm tư, nghe được nguyện lực của Đức Phật A-di-đà nên phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc thì không còn khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui, thọ mạng vô lượng, trí tuệ, năng lực, thần thông đều là vô lượng. Nên cái quốc độ đó là quốc độ đặc biệt tốt đẹp. Mà Đức Phật A-di-đà ngày phát nguyện chỉ cần chúng sanh nghe và chịu tin, chịu niệm A-di-đà Phật, buông xuống cái tâm hận thù, thì nhất định Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới Tây Phương cực lạc. Nên chúng ta đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, nguyện cho tất cả quý vị đều hưởng được những công đức này, điều pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp hay đời này, và hương linh vì nghiệp phá thai, tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, điều pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiếp tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự vận tự giai cộng thành phẩm đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành phẩm đạo.
nhớ đắng cô hồn chung, ngã kim tây nhự cung, biển thập phương nhẫn tiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức vô cập nhân thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cổng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, á ngã ngã nắng ta bà và việc nhẫn ra hồng, á ngã ngã nắng ta bà và việc nhẫn ra hồng, nắng ta bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động vào tử nạn ơi, vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật. Liên tòa Thác Đại chứng minh, hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia, văn tập tại tổ đình hộ pháp, pháp bồ đề tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, mà chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục,
quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ mời đại chúng chúng ta xuống chai đường với dùng cơm. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.